Đây là chương trình Phật Pháp của Đức Thầm Mát trên mạng Internet qua Podcast, Facebook và Zoom. Mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa hè, Việt Nam từ 8 đến 10 giờ tối, Boston 8 đến 10 giờ sáng, New York 9 đến 11 giờ sáng, Cali 6 đến 8 giờ sáng, Paris 3 đến 5 giờ chiều, Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Còn là nhận được thành kính đánh lễ chư Tôn Đức và thành chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay Chủ nhật, ngày 6 tháng 6 năm 2021, Phật lịch 2565. Hôm nay giáo trình Thắng Pháp Abhidhamma, bài 76, diễn trình tâm ý môn thông thường. Siêu thượng tọa giác đạo và thượng tọa tỳ siêu đồng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh thượng tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nhất tâm định lễ Đức Như Lai, Phật ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thệ thế gian dạy. Vô thượng điều ngự thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm định lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, khuyến giả thân chính. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều ao tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu đi. Biết cho với niềm tin, biết hỗ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các đường như ý rồi phản hồi tiên xứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức cầu phúc lành phát sanh. Đừng tạm minh hạnh có thể siêu dự nhập pháp phải hôm nay. Anh Nam Mô Bụt Thầy ạ. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ giáo pháp, kính đảnh lễ tăng chúng. Kính chào chư tôn đức và kính chào tất cả quý tu đệ quý Phật tử. Hôm nay chúng ta tiếp tục diễn trình tâm ý môn thông thường ở trong giáo trình Thắng Pháp ở Việt Nam. Và hôm nay thì chúng ta cũng còn trong cái tổng quan nói về lỗi ý vô nói đốt lượng ngũ. Nói về cái tâm khai môn của lục ý. Cái tâm khai môn của lục ý, nếu mà nói theo lục ngũ thì nó là cái tâm bố thấp bên án, là tâm xác định. Trong hai lộ thì tâm khai ý môn nó có tên khác nhau, nhưng mà nó đều có một cái chức năng giống nhau, tức là nó khai mũ, khai mở cho tâm động lực. Và Ngài Hòa Thượng Định Sự này gọi là tác ý thành thực. Cả hai lộ đều tác ý thành thực. Nhưng mà riêng về cái lộ ngũ môn đó, thì cái tâm khai ý môn ngoài cái chức tác ý thành thực, tức thực đây là động lực cho quán áp, thì
nó còn có một vai trò nữa là tác ý thành lộ, bởi vì nó khai mở cho cái lộ tâm ý bộ. Lại nữa, trong bài học hôm nay có đề cập đến thì đối tượng của lộ ý môn, trong đó lộ ý môn nó chia làm hai, tức là cảnh rõ quý phu ta ramana và cảnh không rõ quý phu ta ramana. Và sau cùng thì chúng ta cũng phải nhắc đến những cái trường hợp mà cái tâm hữu kiếp vừa qua, hay gọi là tiềm thức dịch chuyển, nó sẽ ở trong lỗi như thế nào, nó khác với cái lộ ngôn vô. Bây giờ thì xin mời cô Lan Nhật Nguyệt đọc cho bài học, sau đó xin cùng tỉnh thượng tọa chân đẳng giảng sư giáo trình Thắng Pháp sẽ bắt đầu thuyết giảng. Nam mô Bụt Thầy. Chúng con kính tri ân thượng tọa Tế Sư đã dẫn dắt cho bài học hôm nay. Bài học hôm nay giáo trình Thắng Pháp Abhidhamma bài 77 diễn trình tâm ý môn thông thường. Diễn trình tâm ý môn thông thường là dòng tâm thức sanh khởi nhiều nhất trong đời sống so với những diễn trình tâm khác. Tuy vậy, khi học về diễn trình tâm thì phần này thường không được chú ý nhiều, bởi vì phần lớn những công đoạn đã được nói tới trong diễn trình tâm ngũ môn và không có những điểm mới lạ như các diễn trình tâm đặc biệt như chim bao, cận tử. Kính thật thì ít mà diễn dịch thì nhiều. Thắng Pháp Abhidhamma cho chúng ta biết một điều là dòng tâm thức thường khi nhận thức cảnh chân đế với khoảnh khắc ngắn ngủi, tiếp theo đó là những phản ứng biết cảnh thi thiết. Thí dụ, khi nhìn một đóa hoa thì cảnh tượng chân thực như kích cỡ, hình dạng, màu sắc là cảnh thật được biết với tâm nhận thức trong lộ ngũ môn. Nối tiếp theo những khái niệm như là tên gọi hoa sen, rồi đẹp, xấu, giá trị đặc biệt thế nào, đều thuộc về thi thiết. Tất cả diễn trình tâm theo sau đó đều thuộc ý môn. Thứ này chiếm ngữ phần lớn cuộc sống của chúng ta, không hoàn toàn tách rời khỏi thực tại, nhưng y cứ trên thực tại để diễn dịch. Sát na xác định trở thành khai ý môn. Trong lộ ngũ môn thì sau những công đoạn hoặc thức khai ngũ môn, ngũ song thức, tiếp nhận, kiểm tra thì tới xác định trước khi qua công đoạn xử lý. Trong lộ ý môn thì công đoạn xác định là hoặc thức tiên khởi được gọi là khai ý môn. Cùng là một thứ tâm với công đoạn xác định của diễn trình tâm ngũ môn. Tuy tên gọi có khác nhưng không nên hiểu là cách làm việc khác. Lấy tiếp ví dụ vai trò trợ tá cho vị giám đốc là chuẩn bị hồ sơ cần thiết để giám đốc xử lý công việc, cho dù đó là việc liên quan đến nội vụ hay ngoại vụ. Nên bắt đầu với diễn trình ý môn ấn tượng rất rõ. Cũng giống như trong diễn trình ngũ môn, người học nên tập trung vào phân loại đầu tiên là ấn tượng rất rõ, rồi từ đó sẽ hiểu về những phân loại còn lại. Diễn trình ý môn ấn tượng rất rõ có thể xảy ra với một trong ba trường hợp. A. Kết thúc với công đoạn dư hưởng vì ấn tượng quá mạnh. B. Kết thúc với tiềm thức trung hòa vì có sự sai biệt lớn giữa hoặc thức thọ ưu và tiềm thức thọ hỷ. C. Kết thúc với công đoạn xử lý. Chào anh ạ. Ấn tượng rõ, không rõ, mơ hồ. Ba phân loại tiếp diễn trình ý môn thông thường là diễn trình ý môn cảnh rõ, kết thúc bằng công đoạn xử lý và không bao giờ có công đoạn dư hưởng.
Phân loại diễn trình tâm này có thể xảy ra trong hai trường hợp. Kết thích đơn thuần là công đoạn xử lý hay chuyển tiếp qua tiềm thức với tiềm thức trung hòa là hồn kiếp khách. Diễn trình ý môn cảnh không rõ kết thúc ở khai ý môn như hồ sơ không đáng kể, chỉ đến tay trợ lý mà không bao giờ đến giám đốc. Diễn trình ý môn cảnh mơ hồ thật sự chỉ có tiềm thức dao động, chưa bao giờ có hoạt thức sanh khởi. Nếu gọi là diễn trình tâm thì chỉ là tạm gọi. Trường hợp này thường xảy ra trong giấc ngủ. Có những trùng lập nên lưu ý. Sớ giải của thân pháp cũng ghi nhận một số trường hợp ngoài công đoạn xử lý cho na có nhiều sát na, thì còn có hai trường hợp khác. Tiềm thức chuyển dịch hậu kiếp vừa qua có thể từ 1 tới 7 sát na. Công đoạn khai ý môn có thể từ 1 tới 3 sát na, như trong trường hợp cảnh không rõ, không có công đoạn xử lý. Bài học đến đây đã tạm chấm dứt. Chúng ngờ cũng tỉnh thức đỏ giác đẳng từ bi thiếu giảng năm một thời gian. Năm một thời gian. Kính đại lễ tổ sư, đại lễ chư lửa, công đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, khi mà chúng tôi soạn cái giáo trình thắng pháp này đó, thì chúng tôi cố gắng để thỏa hiệp giữa hai cái ưu tiên, đó là sự trình bày theo truyền thống và đồng thời sự trình bày làm thế nào cho người học dễ hiểu dễ nhớ. Thật ra biên soạn như vậy không phải dễ dàng đâu. Nếu mà quý vị nào đã từng học pháp và đọc các chương trình truyền thống thì quý vị sẽ thấy rằng trong một cái bài ngắn đó có cả hàng trăm cái chi tiết, và những chi tiết này nó tạo nên một cái cảnh tượng tương đối là dễ làm cho người học rối trí. Và đồng thời một cái nhược điểm của giáo trình truyền thống đó là đôi khi cái phụ thì trình bày rất nhiều mà cái chính đó thì trình bày một cách rất là giản lược. Chúng ta rất là cẩn thận khi mà quý vị đọc vào bài này. Khi mà chúng tôi đề cập đến những trình tâm ý môn thông thường đó, thì các vị nên nhớ rằng đây là một cái cố gắng làm thế nào đó mà không phải là để trình bày hết, trình bày đủ, trình bày cặn kẽ, mà đây là cái trình bày làm sao cho chúng ta tương đối là dễ hiểu. Tức là vì có phải công việc ở chùa sáng nay và nhiều người gọi vào, thật ra chúng tôi lưu buông chút, mà lẽ ra trong thời gian sáng sớm chúng tôi dành thời gian để vẽ các cái biểu đồ, nhưng mà rồi lại bận. Tuy nhiên trong lớp phòng thóc thì quý vị cũng cần ngoại trừ bên Zoom thôi. Chúng tôi sẽ có bổ túc cái biểu đồ ngày mai. Nếu quý vị nào muốn xem thì quý vị sẽ xem phần đọc này ở trong cái bài học ngày mai đăng ở trên chupaplum.com thì quý vị sẽ thấy được biểu đồ. Thưa quý vị, chúng ta trở lại với ba cái điểm mà cần nhắc là lộ ý môn. Nó là một cái khác biệt với lộ ngũ môn. Lộ ngũ môn là năm cái lộ tâm liên quan đến đi xuyên qua nhãn môn, nhĩ môn, thị môn, thiệt môn, thân môn, và để trực tiếp để biết năm cái cảnh gọi là ngũ, tức là sắc, thinh, khí, vị, xúc. Và lộ ý môn thì ngược lại là nó không đi qua năm môn đó,
Và đây là một cái điểm rất là tế nhị. Nó không đi qua năm môn đó, nhưng mà không nhất thiết là nó không liên hệ đến năm môn đó. Tại vì có những trường hợp lưu ý môn không liên hệ gì đến sắc thân khí vị xúc, nhưng mà cũng có những trường hợp nó là lộ nối tiếp theo. Và cái điểm thứ hai mà chúng ta nên biết là chúng ta gọi là lộ ý môn thông thường. Chữ thông thường ở đây nó bao gồm cả hai, đó là trong đời sống hàng ngày giữa cái diễn trình tâm tục sinh, tức khởi đầu kiếp sống, và diễn trình tâm cận tử, tức là khi mà chúng ta sắp mệnh chung, thì khoảng giữa đó ngày tình sự thường gọi là bình nhật, bình nhật. Nhưng mà chúng tôi thì chúng tôi bỏ trong phần thông thường, chúng tôi không thấy cần thiết là phải giữ chữ bình nhật. Và chữ thông thường ở tại đây đó, thì nó lại bao hàm thêm một ý khác nữa, là nó xảy ra trong đời sống hàng ngày, nhưng mà nó lại không có nằm ở trong trường hợp đặc biệt. Đặc biệt ở đây như là chiêm bao, hay là chứng thiện, nhập thiện, đắc đạo, chứng quả, kể cả cận tử. Dạ, nó không có trường hợp đặc biệt như vậy. Thật ra chúng ta hiểu chữ thông thường này, nó nằm ngoài hai cái trường hợp đó. Dạ. Điểm thứ ba mà chúng tôi phải nói ở tại đây đó, là thật ra nếu phải nói cho tương đối tốt và đủ về lộ ý môn này đó, thì chúng tôi phải có một phần nói về cái sự liên hệ giữa lộ ý môn đối với sắc pháp. Sắc pháp tức là vật chất. Vật chất ở đây đó là một cái phần mà chúng ta chưa học đó. Yeah. Thứ vì thật ra thì chúng tôi vẫn thỏa hiệp theo truyền thống, chứ nếu mà đúng ra đó, thì ở trong tương lai có lẽ là chúng tôi phải để cái diễn trình tâm thức này đó giải sang phần sắc pháp đó. Tại vì kỳ thật đó, có rất là nhiều điểm của diễn trình tâm thức và diễn trình của sắc pháp đó, nó đòi hỏi cả hai sự hiểu biết về danh và sắc, tức là về danh, về tâm và sắc pháp. Cái khổ của chúng ta đó là khi mà mình học trong giáo trình truyền thống thì cái phần sắc pháp là dạy sau cái diễn trình tâm thức. Dạ, sau diễn trình tâm thức. Và chúng ta bị khập khởi một điều là ví dụ ngày hôm nay chúng tôi phải giảng về sắc thô và sắc tế. Tại vì sắc thô, sắc tế nó lại liên quan đến cái mà chúng ta gọi là cái sự liên hệ giữa diễn trình tâm ý môn đối với diễn trình tâm ý môn đối với liên hệ đối với sắc pháp. Liên hệ sắc pháp thế nào? Và tại sao mà chúng ta có những trường hợp như là những cái tiềm thức dịch chuyển không phải là một, hai sắc đa mà có thể kết ra đến bảy sắc đa, ví dụ như vậy. Thì nếu chúng ta đi sâu vào phần đó, đó thì quý vị sẽ thấy rằng là quý Phật tử sẽ không hiểu tại cái phần đó chúng ta chưa đề cập đến. Dạ. Mà trong những giáo trình truyền thống lại thường đề cập đến điểm này. Dạ. Kể cả thứ quý vị khi mà chúng ta nói về ngũ song thức, chúng ta nói về cái vị xúc, thật ra chúng ta sẽ học lại phần phần đó, mặc dù chúng ta có học về cảnh rồi, học về vật rồi, nhưng mà nó vẫn chưa đủ. Khi mà chúng ta học về sắc pháp, chúng ta sẽ học về đó. Thật ra chúng tôi nghĩ rằng đây là một vấn đề ở trong cái bố cục của quyển Abhidhamma Sangha, nói riêng và toàn bộ các cái giáo trình nói chung, là dạy những trình tâm thức ngay sau khi dạy về tâm và các thuộc tánh. Và lẽ ra chúng ta phải học luôn cả phần nếu chúng tôi sắp đặt trong tương lai, có lẽ là chúng tôi sẽ đọc, sẽ dạy xong phần danh và sắc quẩn, tức là tâm thuộc tánh, rồi sắc pháp, rồi sau đó thì chúng ta mới học diễn trình của tâm thức và diễn trình của sắc pháp. Thì như vậy đó là cái hiểu của chúng ta nó sẽ dễ hơn. Dù sao đi nữa thì ở đây chúng ta vẫn phải là một thỏa hiệp, tức chúng ta dạy trở lại, nhưng mà trong cái đặc biệt là ở trong phần diễn trình lưu ý môn này đó, thí dụ quý vị sẽ thấy rằng chúng tôi có đề cập đến một vài trường hợp là có một hay là nhiều sát na trong cái công ở trong cái gọi là hộ kiếp dịch chuyển, hay là tức là tìm thức dịch chuyển hay là hộ kiếp vừa qua đó,
Nhưng mà chúng tôi không có nói nhiều về sắc pháp, tại vì nói nhiều thầm là quý vị rối thêm. Ở điều này là quý Phật tử nên nên hiểu như vậy. Và thưa quý vị, cũng có một điểm khác mà chúng tôi muốn nói ở tại đây, đó là để cho dễ nhớ đó. Để cho dễ nhớ đó thì thường thường đó, là chúng ta nên có cách học là mình chú trọng đến cái phần mà dài nhất, đầy đủ nhất. Ví dụ như là trong lộ ngũ môn đó, trong diễn trình ngũ môn đó, thì chúng ta có cái diễn trình cảnh rất lớn, cảnh cái hay cảnh rất lớn hay là ấn tượng rất mạnh. Dạ, ấn tượng rất mạnh. Thì ở đây khi mà chúng ta học xong ấn tượng rất mạnh đó, thì cái ấn tượng mạnh, ấn tượng yếu và rất yếu nó chỉ là sự bỏ bớt, giảm bớt lại. Và ba cái sau đó thì nó không nhất thiết là phải đi quá nhiều. Thì ở trong trường hợp này cũng vậy, ở trong diễn trình ý môn thì trong truyền thống chúng ta nói là cái ấn tượng rất rõ, rồi chúng ta tập trung vào phần đó. Dạ, hồi xưa chúng tôi giới sư trưởng hay kể trường hợp như vậy là có một số người họ nuôi hai con mèo, mèo lớn mèo nhỏ, và để làm cho đâu ra đó thì họ làm hai cái hậu khoét trong vách, hai lỗ, lỗ lớn lỗ nhỏ, chỗ lỗ lớn nữa mèo lớn đi, lỗ nhỏ đi mèo nhỏ chụp qua. Nhưng mà sau thời gian họ cảm thấy rằng đâu cần khoét lỗ lớn thì cái lớn cái nhỏ gì đi qua cũng được hết. Thành ra đối với chúng ta thì học cái này đó, và quý vị tập trung rất nhiều vào cái phân loại đầu tiên. Và phân loại đầu tiên khi mà chúng ta hiểu rồi đó thì ba cái sao chúng ta hiểu rất là gọn. Dạ, hiểu rất là gọn. Dạ. Thì thưa quý vị, trở lại với cái bài học ngày hôm nay, trong những gì mà chúng ta đã biên soạn đó, thì chúng tôi lưu ý khuyến Phật tử một điều là chúng ta nên hiểu rằng chúng ta nên hiểu rằng đây là một cái loại tâm thức nó xảy ra nhiều nhất ở trong cuộc sống của chúng ta, và qua đó nó lại cho chúng ta biết một số những lý giải về cái cách là thật và giả, chân và thực. Thì cái thật và giả là như vậy thưa quý vị, thật ra dùng chữ giả nó cũng không đúng, mà chúng ta dùng một chữ thực tại và thi thiết. Và thế nào thực tại, thế nào thi thiết? Chúng ta sẽ lấy ví dụ như là chúng ta nhìn thấy một đóa hoa hồng, và đóa hoa cái màu như vậy, cái lá như vậy, cái dạng nó như vậy, cái cỡ như vậy, nó đập vào trong mắt thì cái đó là cái gì thực, nó là như vậy đó. Nhưng mà rồi chúng ta gọi là một đóa hoa hồng, nhưng mà đôi khi nó không phải màu hồng mà nó là màu vàng, nhưng mà chúng ta gọi đó là hồng. Và ở tại Houston, Texas thì người ta có tên đặt một loại hoa hồng, một cái tên chứ thường là tên rất là xấu, gọi là knockout. Knockout tức là hại gục. Chứ đừng biết knockout là tại sao họ đặt knockout. Nhưng mà đây là một loại hoa và nó chịu đựng với thời tiết bốn mùa rất là tốt, tốt hơn tất cả những hoa hồng khác. Có lẽ là nó có cái sự dẻo dai sống trong sự sống còn, thành ra ta đặt cấp ao cũng không kịp, cái tên rất là xấu. Nhưng bây giờ tại sao chúng ta nói màu hồng tức là màu đỏ, mà hoa hồng có khi hoa hồng trắng, có khi hoa hồng vàng, có khi hoa hồng đen nữa, thì chúng ta có thấy hoa hồng đen. Và cái hoa hồng có nhiều khi nó tượng trưng cho cái gì rất là lãng mạn, đó là tình yêu. Nhưng mà chúng tôi có quen với một đạo hữu chuyên về phong thủy, đạo hữu rất là ghét hoa hồng. Đại hữu nói sư đừng bao giờ trồng hoa hồng ở trong chùa, trong nhà, là tại vì nó là loại hoa gai góc. Loại hoa gai góc thì phong thủy. Thì ở đây cũng phải nói một điều rằng tất cả những ý niệm là hoa hồng là tên một loại hoa mà không phải là màu đỏ, hay là hoa hồng là tính cách lãng mạn, hay là hoa hồng là gai góc, hoa hồng là thế này thế kia, thì thú vị, tất cả những điều đó đều là chi tiết. Thật ra chữ chi tiết ở đây đó là một chữ mà chúng ta dùng thế cho cái chữ mà chúng ta gọi là tục đế, dùng để là chế định, dùng để chữ đặt bài, dùng cho cái chữ thế cho chữ quy ước. Mà ở đây dùng chữ chi tiết tức là cái gì đó đó nó được từ đó mà nhồi đặng mà tạo nên, chúng ta gọi là chi tiết. Dạ.
chi tiết thì trước tạm dùng dùng cái chữ nôna là đặt bài. Đặt bài tức là mình từ chỗ đó mà mình bày ra. Dạ, mình bày ra chứ đó không phải là thực. Dạ. Khoa học là khoa học, nhưng mà chúng ta gọi là tóm lại khoa tượng trưng cho tình yêu, tượng trưng cho lãng mạn, hay là nó là khoa kỳ với trong phong thủy vân vân, thì cái đó đều là khái niệm hết. Nhưng mà khi mà chúng ta học thắng pháp đó, thì chúng ta biết rằng một cái cảnh tượng mà sắc tinh khí bị xúc hay là những ý tưởng nào đó mà chúng ta suy nghĩ thì thật ra nó cái thực thì nó rất ít, nó rất ngắn, đôi khi nó chỉ là một sát na, và đôi khi nếu nó tồn tại lâu lắm là cái ấn tượng thực đó thì nó trong một hai cái diễn trình tâm đó chúng ta có những cái gọi là định nghĩa rồi định danh, rồi chúng ta có cái phản ứng, có cái thế này thế kia, thì những điều đó nó phần lớn là thi thiết. Dạ, phần lớn là thi thiết. Cái này thì cái này thì cái mà chúng ta hay nói theo ngôn ngữ ngoài đời là cái hư và thật. Dạ. Chúng ta không nói là cái gì chế định, cái gì thi thiết nó hoàn toàn là hư ảo, nó phải hoàn toàn hư ảo. Thật ra trong đạo Phật có chữ rất hay là tục đế. Tục đế là sự thật của thế tình. Dạ, sự thật của thế tình. Lấy một ví dụ như là chúng tôi thường thấy một loại hoa ở sa mạc mà người xin lỗi, chúng tôi thường lấy một thí dụ dễ hiểu hơn là có một loại hoa rất là quen người Việt, nhưng mà quan trọng trong tiếng Anh đó là hoa lavender. Dạ, yeah, lavender. Thì người Việt Nam mà nói lavender thì biết nhiều, nhưng mà khi chúng ta nói quải hương, nó là tên tiếng Việt, chúng ta nghe chúng ta cũng quen, ít có người biết nó là hoa quải hương. Nhưng mà đặc biệt là hoa quải hương hay lavender thì nó cũng là một loại thôi. Dạ, nó cũng loại. Và cái đó nói là thật thì nó không phải là thật, tại vì nó là thi thiết, nó là quy ước. Người ta gọi nó quải hương, tại sao gọi tên khác gọi là quải hương? Tại sao gọi tên khác gọi là lavender? Nhưng mà nó không hẳn là thật mà nó không hẳn giả. Và cái chữ rất là đẹp gọi là tục đế. Tục đế là sự thật của tình, sự thật của thương thức, cái sự thật của quy ước ở bên ngoài. Dạ, không phải là chúng ta thấy một loại hoa nào đó mà chúng ta gọi ngang cái loại đó là loại gì, mà chúng ta muốn nói sao thì nói. Dạ, cũng như là có một cái loại hoa mà chúng tôi rất là thích trồng ở chùa, đó là người ta gọi là Golden Trumpet. Trumpet thì nếu mà dịch trong tiếng Anh đó, nó là hoa kèn vàng và hoa kèn. Nhưng mà trong tiếng Việt chúng ta thì chúng ta không gọi đó, mà chúng ta gọi hoa chung vàng. chung vàng. Ở trong tiếng Việt Nam chúng ta, cái hoa kèn đó là một loại hoa khác. Dạ, dạ, hoa kèn là hoa khác. Thì nói chung là trong cuộc sống này đó, cái cảnh thực khi mà nó đến với các cái giác quan của chúng ta, đặc biệt là ngũ quan, là thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác đó, thì ngay trong cái tiếp xúc thiên khởi, tiếp xúc thiên khởi và trực tiếp của nhãn thức, ý thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức đó, thì đó là cảnh thực, đó là cảnh thực. Sắc thinh khi bị xúc đó là thật. Và trong cái thật đó, ví dụ như là xanh vàng đỏ trắng, lớn nhỏ, cao thấp dài ngắn vân vân. Nhưng mà cũng thời cái cảnh đó, mà sau đó chúng ta là diễn dịch nó ra, diễn dịch nó là đẹp, là xấu, là mình thích hay không thích, là thuộc về cái này cái kia, thì thưa quý vị, cái đó nó thuộc về liên quan đến thi thiết. Dạ. Có nhiều người họ dùng chữ khái niệm, nhưng mà chúng tôi không muốn dùng chữ khái niệm, tại vì khái niệm nó là notion ở trong tiếng Anh, và chữ khái niệm nó không những thế, nó chỉ thi thiết là mình chế định, mình bày nó ra như vậy. Thì do vậy, đối với người học thắng pháp thì chúng ta hỏi rằng mình đang sống trong cảnh hư hay là thật, thì chúng ta cũng phải trả lời rằng chúng ta sống trong cả hai, và tiếp xúc với cảnh thực và những diễn dịch, tức là cái mà chúng ta giải thích ở trên cái cảnh thực đó. Dạ.
trước khi lấy một cái ví dụ là bây giờ quý Phật tử nhìn cái bình trà, một cái bình trà mà của người Trung Hoa uống thì có chữ bình trà chén tống chén muôn, nhưng mà với một người không quen uống trà thì họ thấy rằng đó là một loại, một cái bộ trà mà nó có những cái cốc rất là nhỏ li ti, đi làm cái gì đó, ví dụ như vậy. Và họ không thấy cái cần những thứ đó. Thì chúng ta sống trong một cái sự gọi là ô hợp, hỗn hợp, kết hợp giữa cái thực và cái tri thức. Chúng ta phải nhớ, thì chúng ta nhớ rằng lộ diễn trình tâm mà ngũ môn đó, là phần lớn là nó liên hệ đến cảnh thực, liên hệ cảnh thực tức là sắc thinh kiến vị xúc. Nhưng mà lộ trình tâm ý môn đó, thì nó bao gồm cả hai là cảnh chân đế, cảnh tục đế, nhiều cảnh nữa trong cả 21 cảnh luôn. Nhưng mà phần lớn trong cuộc sống của chúng ta là ý môn đó, nó lại đụng đến vấn đề thi thiết. Nó đụng đến vấn đề thi thiết phần lớn. Chúng tôi nói phần lớn, phải gạch dưới chứ phần lớn là chúng ta nên hiểu rằng thường là chúng ta sống thi thiết. Mỗi buổi sáng chúng tôi thức sớm, chúng tôi có thì giờ, hôm nay thì không có, nhưng mà những buổi khác chúng tôi hay đi bộ ra phía sau tháp Xá Lợi, lễ tháp, rồi chúng tôi đi ngang những cái phật cảnh và có những cái hồ sen đó. Thì thứ vị hoa sen ngày nay nó là một cái biểu tượng rất là rộng, nó là quốc hoa của Việt Nam, của Ấn Độ. Hoa sen đó là đôi khi chúng ta nghe nói tượng trưng cho cái gì cao khiết, gần bùng và chẳng hôi tanh mùa bụng. Hoa sen là một cái hoa được nhắc nhiều ở trong kinh điển Phật giáo, ở trong kể cả các câu Phật ngôn như chúng ta đọc trong kinh Pháp Cuốn chẳng hạn. Thì nó tùy theo cái văn hóa, tùy theo tôn giáo, tùy theo cái cảm nhận của chúng ta, thì hoa sen có thể liên hệ đến nhiều thứ. Mà khi nó liên hệ đến nhiều thứ thì nó thuộc về cái mà chúng ta gọi là ý môn, tức là liên quan đến thi thiết. Chúng tôi nói nhiều về đoạn này đó để quý Phật tử nên nhớ rằng trong cái cuộc sống của chúng ta, ngay cả những cái ngoại cảnh như những gì mình thấy, những gì mình nghe, những người mình ngửi, những gì mình nếm, những gì mình xúc chạm đó của nhãn thức, ý thức, nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, căn môn, thì nó đều kéo sao là vô số những cái diễn trình tâm của ý môn. Kéo sao vô số. Nếu mà lấy một cái ví dụ khác là chỉ là nghe nhạc mà nghe một ý môn thôi, thì chỉ có những cái pitch, những cái tiết tấu mà trầm bổng lớn nhỏ, nó không đủ để chúng ta biết đó là nhạc palace, nhạc cổ điển, nhạc plero hay là cái gì, chúng ta không biết được, chúng ta hoàn toàn không biết được. Chúng ta chỉ biết đơn thuần đó là âm thanh thôi, và cái nhận biết đó là loại gì, đó là nhạc gì, rồi nhận biết hay hay dở, thích hay không thích, nghe có cảm giác này cảm giác kia, nó hoàn toàn thuộc về ý mục, hoàn toàn thuộc ý mục. Thật ra nó là khi mà chúng ta nói về lộ ý thông thường là thường nói theo các lộ ngũ mục, và cũng không hẳn là tất cả lộ ý đều nói theo ngũ mục. Có những cái lộ ý mà nó có tất cả là thuần là ý mục, nó có nhiều trường hợp như vậy. Rất nhiều trường hợp, nhất là khi mà chúng ta học qua những cái diễn trình ý môn gọi là đặc biệt, giống như là về chứng điền đắc đạo rồi kết quả chẳng hạn, nó cũng được xem như là thùng về ý môn, không có liên hệ đến ngũ môn. Nếu chúng ta đọc kỹ vào trong kinh điển đó thì thành cái tuệ giác hay là cái sự thành tựu của con đường tu tập đó, đó là một cái trường hợp của là giác tha phu tập, là sự thật như thế nào thì chúng ta ghi nhận nó như vậy, mà nó không có thông qua những cái diễn dịch, và không qua diễn dịch, và thường những diễn dịch này tạo nên phản ứng. Một ví dụ như là mình nhìn thấy con cái, nhìn thấy thành phố, nhìn thấy bầu trời,
ví dụ mình ở Houston, mình ở Sài Gòn, ở Hà Nội, mình nói thành phố của tôi, giờ thành phố của tôi, thì ai mà chê thành phố của tôi thì tôi dạy. Dạ, ví dụ tôi ở Houston, mà ai chê Chicago, Chicago thế này, Chicago thế kia, Chicago hỗn độn nhiều người da đen, hay là quá lạnh thì chúng tôi không có mạng đến. Dạ, chúng tôi không có mạng đến. Nhưng mà chê Houston, thành phố nhạt nhẽo không có gì thì đôi khi mình cũng trả lời. Thì ở đây quý vị thấy rằng trong cái diễn dịch của chúng ta đó thì nó liên quan đến phản ứng. Và cái người tu tập đó, và người tu tập là biết cái điểm dừng, dừng lại ở điểm là người ta nói về Houston. Houston cũng nhất thiết là của mình. Thành phố thì thành phố là thành phố, và có người thích là không thích, có người thích vừa không thích, có người khen kẻ chê. Thì không nhất thiết là khi người ta chê thì thành phố mình phải nhảy dựng lên, phải mình phải buồn phiền, phải tức tối, tức là mình không đi quá xa. Dạ, không đi quá xa. Cái cách mà đạo Phật dạy là chúng ta nên trở về lại về cái nguyên nguyên. Về điểm này đó thì đôi khi người ta hiểu sai, người ta hiểu sai. Chúng tôi nhớ ở Mỹ có tác phẩm mà người ta rất là ưa chuộng, đặc biệt là những người ưa chuộng chuộng về thiền Zen của Nhật Bản, gọi là Beginner's Mind. Dạ, yeah, Beginner's Mind tức là cái tâm ban sơ. Dạ, yeah, tâm ban sơ. Thì trong cái tâm ban sơ này, đôi khi ta diễn dạo một cách rất là triết lý, rất là bóng bẩy, là nhìn cuộc đời với một tâm của hài nhi sơ sinh. Hài nhi sơ sinh là chỉ nhìn, chứ không có nhân ngã bị thử, không có tranh chấp, không có hận thù, không có thế này thế kia. Người ta đã phải trở về cái tâm ban sơ đó. Thì thật ra thắng pháp và nói riêng và Phật pháp ở trong tâm tạng Bali ấy, thì không có đề cập đến cái tâm ban sơ, mà theo cái kiểu là nhân chi sơ tánh bổn thiện, hay là cái kiểu là từ quá khứ một màu thanh tịnh của chân tâm Phật tánh. Ở trong cái thắng pháp không đề cập đến như vậy, nhưng mà thắng pháp có đề cập đến rằng khi mà cảnh hiện ra đó thì cái dòng tâm thức của chúng ta nó bắt đầu từ trên cái cảnh thực đó, nó mới thi thiết, nó mới diễn dịch, nó mới nhồi nặng, nó mới thiêu dịch. Và cái chuyện của người tu hành mà chúng ta hiểu đó là chúng ta càng bớt thiêu dịch, bớt diễn dịch, càng bớt thì chúng ta càng sẽ sống trung thực. Yeah. Ví dụ như mình nói chuyện gì đó mà người khác không đồng ý mình, thì mình chỉ nên ghi nhận điều là có người không đồng ý, thì mình ngồi xuống lắng nghe hơn là mình suy diễn là ông đó là ai, bà đó là ai, tại sao mà muốn phó mạ tôi, tại sao muốn nhục mạ tôi, vân vân. Thì cái chuyện mà mình suy diễn nhiều, mình đi quá xa đó, nó làm cho mình đời sống mình nó rắc rối. Dạ, nó rắc rối. Người ta nói sanh sự thì sự sanh, tức là mình sẽ càng suy nghĩ thì nó càng rối như mớ bồng bông ra. Tại sao mà những người mà tu tứ niệm xứ thì thường họ an lạc hơn, là bởi vì sao, là họ dừng lại ở một điểm nào đó cần phải dừng. Ví dụ như là thấy thì biết là thấy, nghe chỉ biết là nghe, suy nghĩ chỉ biết là suy nghĩ, chân bước chỉ biết là chân bước, thở mô chỉ biết là thở mô, thở ra thì biết là thở ra, và cứ tiếp tục làm như vậy, tiếp tục ghi nhận những cái hiện tượng diễn ra như vậy hơn là vẽ gắn thêm chân, hay là tô hồng chút lục rồi mình cứ phải thêm tách nó ngoài. Cái thêm tách đó là cái chuyện. Chứ thì thưa quý vị, là người ta nói như vậy, người ta nói là cũng có cái chuyện đó, nhưng mà một người kể lại đó thì ban đầu thì nó không đánh đổi, nhưng mà nó đi qua 3-4 người 4-5 người thì nó càng đi xa đó, thì câu chuyện nó càng sai, và có nhiều khi nó trái ngược với sự thật hoàn toàn. Và trái ngược sự thật hoàn toàn. Ở đây là một cái thí dụ người ta nói như vậy, là người ta làm một thống kê, người ta bắt đầu cho một hàng người dài để biết một hàng dài rất dài như vậy đó. Thì họ kể cho người đầu nghe một câu chuyện và bảo người nó kể thứ hai, nhưng mà câu chuyện nó kể cho những người sau cùng thì nó quá là khác rồi, nó quá là khác, nó dễ sợ. Nó chúng ta gọi là vẽ rắn trên chân mà. Thành ra cái bản chất tự nhiên của chúng ta là như vậy. Thì chúng tôi nói những ví dụ đó là để chúng ta hiểu về cái lộ ý môn. Lộ ý môn là cái gì rất thường xảy ra trong đời sống, nhưng mà nó hay dẫn chúng ta đi xa lắm. Thành ra
một ở trong những cái việc tu đó, và một trong những việc tu đó là chúng ta ý thức được cái tính cách mà chúng ta gọi là pha chế và của tâm thức, và pha chế tâm thức từ một cái thực tại đó mà nó diễn ra cái này, nó suy diễn gì kia. Mà nếu một người tu tập mà không có ý thức được cái điều này đó thì thật ra chúng ta không tu, và chúng ta không tu được. Đôi khi mà mình gặp chuyện gì đó mình buồn phiền đó, thì mình tự nhắc mình, tại mình nghĩ như vậy chứ không phải vậy đâu. Dạ, tại mình nghĩ như vậy chứ không hẳn là như vậy. Dạ, chúng tôi nhớ là mấy mươi năm về trước khi chúng tôi về với ở gần phía bờ thượng Hồ Giác, bờ thượng hay nói một câu mà lúc đó chúng tôi nghĩ là bờ thượng nói cho qua, nhưng mà sau này càng thời gian sau này chúng tôi càng thấy câu đó nó rất là hay. Ví dụ như là lúc chúng tôi làm trụ trì thì chúng tôi 21 tuổi, và có cái chuyện gì mà Phật tử họ làm cho mình phiền não ra thì vô tới với ngài, thì ngài ngồi ngài lắng tai nghe thật lâu, xong ngài nói chắc chắn biết rồi, có nhiều khi nghĩ vậy chứ nó không phải vậy đâu. Nghĩ vậy chứ nó không phải vậy đâu. Thì nhiều khi đó chúng ta sống, chúng ta nên tập nghi ngờ với chính mình. Chúng ta phải nói là chúng ta luôn luôn nghi ngờ, nhưng mà chúng ta nên biết rằng đa số những cái kết luận, đa số những cái phán đoán, đa số cái nhìn của chúng ta đó, nó thường dựa trên sự diễn dịch chứ nó không phải là dựa trên cái thật. Cái đó là cái mà chúng ta phải tự nhắc mình. Cái khác biệt giữa người có tu và người không tu đó, là người không tu thì quá tin vào những cái tạp niệm của mình, mà người có tu thì tương đối đỡ hơn, là chúng ta biết rằng tại mình hay suy diễn rồi. Nhiều khi mình cũng phải biết là mình phải biết cái vấn đề của mình. Mình trách người ta là ô, tại sao ông A và B khi nói về tôi là thiêu dịch chuyên niệm chứ. Nhưng mà mình quên rằng chính bản thân của mình thì mình cũng thiêu dịch ở mình rất là nhiều. Dạ, thiêu dịch này, chúng tôi không nói là tất cả những cái diễn trình ý mô đều là thiêu dịch, nhưng mà chúng tôi nói đa phần. Dạ, chúng tôi nói đa phần á, nó là những cái chi tiết, đa phần đó chỉ là những sự đắc bại, đa phần gọi là diễn dịch. Như chúng ta có câu nó có tích dịch ra tù. Dạ, có dịch ra tù, tức là từ một cái chuyện bé xé to, từ chuyện này mà người ta diễn ra đủ thứ cảnh hết. Ví dụ chúng tôi nói mình nhìn cái hoa sen, thì hoa sen đó là màu đó, dáng đó, sắc đó, hương đó, nó là cảnh thực. Nhưng mà từ hoa sen chúng ta nghĩ là đây là loài hoa tinh khiết, đây là loài hoa giá trị cao đẹp, đây là quốc hoa của một quốc gia, đây là cái hoa của mang tính cách văn hóa, đạo giáo, tôn giáo, vân vân đủ thứ gì hết. Thì cái đó là sự diễn dịch của chúng ta. Và chúng ta nên để ý cái sự diễn dịch này. Cái diễn dịch đó chúng ta mới gọi là vọng thức. Cái diễn dịch đó chúng ta mới gọi là tạp niệm. Cái diễn thức đó chúng ta mới gọi là hư cấu. Yeah. Thì phần lớn những cái diễn trình tâm ý môn đó, nó đi theo cái ngũ môn đó, nó là sự diễn dịch. Nó hoàn toàn. Và nó hoàn toàn là sự diễn dịch. Cái đó là cái mà tất cả chúng ta phải rất là cẩn thận. Bây giờ qua một cái điều khác đó là chúng ta nên lưu ý là có một cái công đoạn ở trong diễn trình tâm thức, mà công đoạn đó khi mà chúng ta nghe đó thì nó dường như là nó khác nhau. Đó là công đoạn xác định và công đoạn khai ý môn. Thì chúng tôi có nói trong thí dụ nó chỉ là một thứ tâm thôi, đó là tâm khai ý môn. Yeah. Nhưng mà khai ý môn trong cái diễn trình tâm ngũ môn nó gọi là xác định. Và khi mà quý vị nghe về xác định đó, thì quý vị có cảm giác đó là cái công việc của nó làm có tính chất là ngoại phụ. Yeah, ngoại phụ. Thí dụ như là mình nói rằng ngủ sông thức, rồi tiếp nhận, rồi kiểm tra, rồi xác định. Yeah. Thì cái chuyện tiếp nhận, kiểm tra, xác định nó hoàn toàn là cái chuyện là ngoại phụ hết. Còn cái tâm khai ý môn thì thuộc về nội bộ. Nhưng mà thật ra thì nó chẳng là nội bộ, chẳng là ngoại phụ, mà nó là một cái tâm, cái tâm mình chúng ta được tạo gọi là cái vai trò trợ tá của giám đốc, tức là cái vai trò khi mà tâm xử lý sanh khởi, xử lý từ chavana tâm xử lý sanh khởi thì nó cần có cái khai ý môn. Dạ, khai ý môn sanh khởi. Thì dù khai ý môn trong lộ ngũ mà mình gọi là xác định,
hay là khai ý môn trong lưu ý chúng ta gọi với tâm khai ý môn, thì nó vẫn có một, là một cái tâm, là một việc thôi. Ở đây chúng tôi lấy ví dụ là khi một cái người làm việc trong một công ty lớn thì một vị giám đốc mà người làm quyết định đó, họ luôn luôn có một trợ tá. Và cái vị trợ tá này có thể là vị trợ tá là giúp cho vị giám đốc giải quyết những vấn đề ở bên trong nội bộ, chúng tôi gọi tạm gọi là nội vụ, như là nhân sự, về kế hoạch, về về lương hướng v.v. thì đó là vấn đề nội bộ. Hay là kể cả vấn đề ngoại vụ, là khi có cách đến những câu chuyện liên hệ đến bên ngoài thì nó đều qua cái vị trợ lý này. Thì cái tâm khai ý môn hay cái công đoạn khai ý môn hay công đoạn xác định thì nó giống như vai trò trợ lý. Chúng ta đừng lầm lẫn, và đừng lầm lẫn nghĩ rằng nó là một thứ tâm về chuyên về ngoại vụ giống như là trong lộ vũ môn, hay là chuyên về nội bộ trong lý môn, không phải như vậy. Nó là một thứ tâm giống như một trợ lý về giám đốc. Cái đó là cái mà chúng ta phải cẩn thận. Dạ, yeah, phải cẩn thận. Thì trong cái diễn trình tâm ý môn đó, thì diễn tâm lộ vũ môn chúng ta có khai ngũ môn, rồi có ngũ sống tức, rồi có tiếp nhận, rồi có kiểm tra, rồi có xác định. Thì tới đoạn độ này mình cắt bỏ cái phần đầu từ khai ngũ môn cho đến kiểm tra, mình cắt bỏ phần đó ra, mình chỉ lấy từ cái xác định đến xử lý. Dạ, thì thật ra trong cái luồng ngũ môn thì thường là nó nhiều nhất thì nó có ba công đoạn. Công đoạn là khai ý môn, công đoạn xử lý và công đoạn như hướng. Dạ, công đoạn như hướng. Nhưng mà cái đó là trường hợp, cái ấn tượng rất là mạnh. Còn nếu mà không có cái công đoạn như hướng, tức là ấn tượng chỉ là mạnh vừa thôi, thì không có cái như hướng thì nó chỉ có hai công đoạn thôi. Đó là khai ý môn và xử lý, khai ý môn và xử lý. Đó là hai công đoạn căn bản. Và hai công đoạn căn bản thì chúng ta nên biết rằng trong cái lộ ngũ môn đó, nó có liên hệ đến sắc pháp, nó liên sắc pháp, và khi liên hệ sắc pháp đó, thì nó không có nhanh như là lộ ý môn. Chúng tôi không có đi xa về điểm này, tại vì thứ vì khi mà chúng tôi giảng về điểm này chúng tôi phải tự chế lại, vì đúng pháp đó, thì nó là một cái chuyện mà chúng ta sẽ học cái tiếp theo. Nhưng mà đại khái là tại vì liên hệ đến sắc pháp ấy, thành nó hơi dày dòng văn tự một xíu, rồi nó có khai ngũ môn, rồi có ngũ sống thức, rồi có công đoạn tiếp nhận, rồi có công đoạn kiểm tra, vân vân. Kể cả những cái công đoạn về về dịch chuyển, tiềm thức dịch chuyển thì nó cũng có nhiều hơn nếu nó liên hệ đến lộ sắc, nó liên hệ đến sắc pháp. Thì bây giờ chúng ta nói đến bốn cái loại diễn trình tâm ý môn thông thường, diễn trình tâm ý môn thông thường. Thì chúng tôi nói rất là nhiều lần là khi mà người học thắng pháp á, thì nên chú trọng đến cái diễn trình tâm đầu tiên, rồi sau đó chúng ta cắt bớt á, thì nó sẽ ra những cái sao. Thì cái đầu tiên là cái nó bao trọn trùng hết. Ví dụ như khi mình học về diễn trình tâm ngũ môn đó, thì cái mà diễn trình tâm ngũ môn mà ấn tượng rất mạnh đó, thì nó bao trùm cho cả cái ấn tượng mạnh, ấn tượng yếu, ấn tượng rất yếu. Thì ở đây cũng vậy, ở đây dùng cái ấn tượng gọi là rất rõ, và từ đó chúng ta giảm mất. Thì cái ấn tượng rất rõ này đó là trong trường hợp mà ở cái mức độ tỉnh táo nhất, đó là một cái cảnh mà nó rõ ràng nhất. Thì thưa quý vị, thường là cái ấn tượng rất, rất rõ này đó, nó có được một cái tiêu biểu, đó là nó có sẵn hai xét, có cái công đoạn gọi là công đoạn như hưởng, như hưởng mà ngài thực sự gọi là tâm móc hay tâm thập di hay là đa cảnh đó, chúng tôi gọi là như hưởng. Như hưởng thì cái như hưởng này đó nó chỉ có trong trường hợp ngũ môn là cảnh rất rõ, và trong trường hợp ý môn là ấn tượng rất là rõ. Thì hai trường hợp khác mà cũng giống như trong lộ ngũ môn,
đó là nó kết thúc bằng tâm xử lý Javana, hay là người ta sử dụng tâm động lực. Thì tâm xử lý Javana đó, nó cũng là chuyện bình thường. Dạ, nó chỉ là bình thường. Sau cái tâm xử lý đó thì trở về cái tiềm thức, hay là trở về cái hồn kiếp phá quan gác. Thì từ cái, nó có thể kết thúc bằng cái công đoạn dư hưởng hoặc là công đoạn xử lý. Và đồng thời, nó cũng có trường hợp thứ ba, đó là nó kết thúc bằng sau cái nó kết thúc bằng một cái mà chúng ta gọi là một cái tiềm thức trung hòa, mà người ta sử gọi là hồn kiếp khách. Tiềm thức trung hòa như chúng ta nói là cái một cái sắc đa tâm, nó nằm giữa hai cảm thọ mà tương đối trái chống với nhau. Thí dụ một người tục sinh bằng bằng tâm thọ hỷ, và tiềm thức cũng bằng tâm thọ hỷ, và bây giờ cảnh đó, cảnh thọ ưu, và ưu và hiến thấy từ cái này bắt qua kia được. Nó cần một cái một thức tiềm thức là thọ xả, chúng ta gọi đó là tiềm thức trái độn hay tiềm thức trung hòa, và ngài thực sự gọi là hộ kiếp khách. Thì cả ba cái này đó, ba trường hợp này thì nó rất là giống với diễn thực ý một một, do đó chúng ta không cần nói nhiều. Quý vị thấy rằng trong trường hợp nào đó mà chúng tôi thấy rằng cần cắt ngắn được thì chúng tôi cắt ngắn, tại vì chúng tôi hoàn toàn không muốn quý vị rối trí. Cuối cùng là không rối trí. Hãy cái đó đã được nói nhiều ở trong phần trước rồi, thì phần này chúng ta nói một cách rất là gọn. Chúng tôi ở là khi trình bày trong năm pháp đó, mà chỗ nào nhắc được những con số thì cứ nhắc con số, chỗ nào mà nói thêm chi tiết đi chi nói chi tiết, nó quá nhiều con số và quá nhiều từ ngữ, quá nhiều chuyện để suy nghĩ đó, và quý học viên sẽ bị kẹt. Thật ra khi thượng tọa thực sự mà đọc cái này, thượng tọa nói rằng đây là một cái tổng quan của lụy những cái ý môn, nhưng thật ra thì ở đây chúng tôi đã bước qua cái những chuyện tình tâm lụy ý môn thông thường. Nhưng mà tại sao chúng tôi biết trong thông thường nó vẫn, quý vị thấy nó nhẹ ít như vậy, là tại vì chúng tôi muốn quý vị tập trung vào những điểm chính, đừng tập trung vào những điểm không cần thiết. Thì sau cái diễn cái loại thì diễn trình ý môn mà ấn tượng rất rõ đó, thì chúng ta còn lại ba cái diễn trình tâm là ấn tượng rõ, ấn tượng không rõ và ấn tượng mơ hồ. Cái ấn tượng rõ đó thì nó chỉ khác với cái ấn tượng rất rõ ở một điểm là nó không bao giờ có cái gọi là tâm dư, cái công đoạn dư hưởng, tức là không bao giờ có công đoạn nga cảnh hay là thập di hay là tâm mót, không có, mà nó chỉ kết thúc bằng động lực hay là hộ kiếp khách, hay là tức là tiềm thức trung hòa. Rồi cái diễn trình tâm ý môn mà không rõ này, thì ở đây nó chỉ khởi lên đến cái công đoạn mà gọi là chúng ta gọi là khai ý môn. Và khai ý môn thì chúng tôi mới đưa thí dụ rất là đơn giản và dễ hiểu là khai ý môn như là một vị trợ tá của giám đốc. Nhưng mà nếu chuyện đó chuyện không quan trọng thì những cái người ở bên ngoài đó, những người dưới tiếp tân hay là thư ký bên ngoài, họ đưa vào cho vị trợ lý đó, thì cái hồ sơ nó nằm lại người dân lại ở trong cái xử lý của vị trợ lý, chứ nó không có đưa vào tới giám đốc, là chuyện nó có quan trọng. Chuyện nó quan trọng thì tương tự như vậy ở đây đó, thì đặc biệt là có những diễn trình tâm mà nó chỉ sanh khởi hai cái quả thức, từ cái tiềm thức đổi qua quả thức, thì quả thức chỉ có gọi là thay ý môn, và hai cái trong trường hợp này nó có hai cái sắc đa, hai sắc đa của cây ý môn, ba sắc đa và cây ý môn nó diễn ra, thì cái một hai ba nó có quan trọng, cái quan trọng đó là nó dừng lại tại cây ý môn mà nó không có đi xa hơn, tức là nó không qua tâm xử lý, nó chỉ có một công đoạn hoặc thức, một công đoạn đó là cây ý môn. Và có một thứ nữa là một cái loại diễn trình tâm sau cùng chúng ta gọi là diễn trình tâm ý môn mà mơ hồ. Cái mơ hồ này thì thực ra cái gọi này nó là tạm gọi thôi, tại vì
Thật ra nó giống như là chúng ta học trong cái lũ mà ngũ môn á, nó có cái cảnh cho ấn tượng rất yếu, ấn tượng rất yếu thì nó chưa sanh khởi cái tâm quả thức, dạ, nó chưa khởi một quả thức, tức là nó vẫn còn là tiềm thức, dạ, mà có thể là tiềm thức dịch chuyển, tức là ngày ngày thực sự ngày gọi là hồn kiếp nhất dòng, mà hồn kiếp vừa qua đó, hồn kiếp vừa qua thì điểm này đó nó lại liên hệ đến một một vài thứ mà chúng tôi nói sao, nhưng mà nhiều khi mà người ta nói là ngoại lộ, ngoại lộ tức là cái gì đó nó nằm ngoài cái diễn trình tâm như mình được kể, nó có nhiều khi kể thì cho có kể nhưng mà nó không thật sự là một cái nó không được làm diễn trình tâm, nhưng mà nó có xảy ra, dạ, nó có xảy ra, nó có một chút di chuyển rồi nó là tiếp tục tình thức, có những thứ di chuyển tình thức thì ở đây chúng ta cũng cũng có thể nói rằng do có những cái cảnh này nên chỉ có những cái thứ tiềm thức, mặc dù nó là tiềm thức thôi, nhưng mà như là cái giáo trình trước của ngài Thầy Sư, từ trước thì ngài Thầy Sư hay gọi là hồn kiếp vừa qua, hồn kiếp rung động, hồn kiếp dòng, ở đây thì chúng tôi gọi là tiềm thức rồi tiềm thức dao động rồi chuyển thích chuyển biến chuyển đặt, thì những cái tiềm thức thì nó căn bản nó vẫn là tiềm thức, dạ, nó căn bản là tiềm thức chứ nó không có, nó chưa có qua cái hoạt thức, dạ, nó chưa hoạt thức. Chúng tôi cũng nhắc lại quý vị là trong cái giáo trình truyền thống thường dùng cái chữ chủ quan và khách quan, tâm chủ và tâm khách đó, thì chúng tôi không thích xài chữ đó, thì trong tiếng Việt chữ chủ quan khách quan nó dễ cho chúng ta ngộ nhận lắm, chúng tôi gọi nó là tiềm thức và hoạt thức. Thì trong cái gọi là cái diễn trình ý môn cảnh mơ hồ đó, thì hoạt thức hoàn toàn không sinh khởi, chỉ có tiềm thức thôi. Ở đây thì người ta có một chú giải ở trong sứ giải truyền thống, ta tạm gọi là giống như một cái mạng nhện, một cái mạng nhện mà con ruồi nó đập cánh nó bay qua, nó chưa đụng, nó chưa đụng, tức là con ruồi chưa có tiếp xúc với mạng nhện, nhưng mà cái cánh đập của con ruồi hay là một cái côn trùng nào nó bay á, nó bay qua nó làm cho mạng nhện bị rung động, băng rồi nó trở về với nguyên vị. Đó là cái ví dụ. Thì ở trong dòng tiềm thức của chúng ta có nhiều khi nó cũng có bị một chút, một chút dao động, một chút chi phối, nhưng mà nó vẫn tiếp tục tiềm thức, dòng tiềm thức vẫn tiếp tục. Thì gọi là một dịp tâm thì nó cũng không hẳn, nó không hẳn, nhưng mà bỏ qua thì cũng không được, thay vì thật sự nó có một chút chi phối từ bên ngoài, một chi phối rất nhẹ như là cái cánh con ruồi mà nó làm sao động nó mạng nhện, nhưng mà nó chưa đụng, thì cái này chúng ta nên hiểu. Thì thưa quý vị, để kết thúc cho cái bài học ngày hôm nay đó, nói về diễn trình ý mục thường, chúng tôi muốn nhắc quý vị một chuyện nữa. Như ban đầu chúng tôi có đề cập đến đó, là có một số cái khía cạnh của diễn trình tâm thức mà khi chúng ta giảng gọi là giảng cặn kẽ đó, thì nó lại liên hệ đến sắc pháp, nó liên hệ đến sắc pháp, và phần sắc pháp này đó mà nếu nói ra đó thì nhiều vị sẽ cảm thấy hoang mang lắm, bởi vì mình chưa bao giờ học tới. Chúng tôi thưa thật là mỗi lần mà chúng tôi dạy tới những trình tâm hay là hồi xưa gọi là luận trình tâm đó, thì chúng tôi rất là miễn cưỡng ở trong cái bố cục của Abhidhamma Sangha. Chúng tôi nghĩ rằng sau này có lẽ là chúng tôi sẽ đặt cái nói về trong cái bố cục của cái giáo trình đó, thì nên đặt sau cái phần sắc pháp, đầu sắc pháp. Mình dạy danh pháp xong, sắc pháp xong, dạy về tâm thuộc tánh rồi sắc pháp xong đó, thì chúng ta sẽ đi vào hẳn một phần liên quan đến diễn trình tâm và diễn trình sắc. Tại vì cả hai diễn trình tâm và diễn trình sắc đó, nó đều liên hệ đến danh và sắc. Nó đều có liên hệ, và có những điểm mà chúng ta phải hiểu về về sắc pháp. Ví dụ như là ở trong sắc pháp thì có những sắc thô thế,
sắc thô là chúng ta có thể biết được bằng bằng các cái căn như là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thị căn, thân căn, nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức, thân thức. Nhưng mà sắc tế thì không thể không thì không thể biết bằng các căn đó trực tiếp được. Và nó cũng giống như là trong thế giới vật lý có những cái hiện tượng mà chúng ta sẽ đo đạc bằng những cái instrument ví dụ như là mình dùng kính hiển vi để chúng ta nhìn những cái vi sinh vật chẳng hạn. Nhưng mà có những cái đơn vị cực vi, ví dụ như nguyên tử, thì chúng ta mới biết qua những hiệu ứng trên căn bản là về lý thuyết, về toán. Dạ, nó có những cái trong sắc pháp và sắc tế đó thì chúng ta không thể nó chỉ biết bằng ý thôi. Ở đây chúng tôi đề cập như vậy để quý vị thấy rằng thật ra từ xưa, rất là xưa đó, thì chúng ta đã thấy rằng ở trong thế giới vật chất đôi khi chúng ta không thể biết bằng mắt, bằng tai, bằng mũi, bằng lưỡi, bằng thân, mà đôi khi vật chất là chúng ta phải biết thuần bằng ý, sắc tô, sắc tế. Mà bây giờ nói thì nó quá sớm. Vì vậy đó, nó có thể là trường hợp này là sau khi mà chúng ta đã học xong cái phần sắc pháp, chúng tôi sẽ đề nghị với Thiền Tổ Từ Siêu, chúng ta có một vài cái bài ôn lại sự tương quan giữa danh pháp và sắc pháp. Thì lúc đó chúng tôi sẽ mang một số những cái điểm mà trong cái diễn trình tập thức để dạy trở lại. Và mặc dù nó không phải là một cái trình bày ở trong cái bố cục của các giáo trình truyền thống, nhưng mà chúng ta nên dạy trở lại. Và hôm nay trong bài học này đó, thì chúng tôi phải nói rằng chúng tôi giảng được và cắt bỏ đoạn đó. Nhưng mà quý Phật tử cũng nên nhớ rằng cái sự đừng hỏi tại sao mà có những trường hợp mà có một cái cảnh đó mà nó có lại có nhiều một cái công đoạn, và công đoạn như là mà nó có nhiều sát na diễn ra, và nó cũng tùy những công đoạn về về xử lý. Chavana thì nó có 7 rồi, có trường hợp có 6, hay là khay ý môn thì có trường hợp có 1, có trường hợp 2, 3 vân vân, thì chúng ta sẽ nói sau. Dạ, chúng ta sẽ nói sau. Sau này không liên hệ đến nó liên hệ đến sắc pháp, nhưng mà bây giờ quá sớm để nói thêm về điểm này. Thì thưa quý vị, tóm tắt lại bài học ngày hôm nay đó là chúng ta học về diễn trình ý môn thông thường, gọi là thông thường nhưng mà nó không phải là cái tầm thường mà không nên để ý đấy. Mà thật ra cái loại diễn trình tâm này đó nó xảy ra trong cuộc sống của chúng ta. Dạ. Và qua cái diễn trình tâm ý môn thông thường này, chúng ta được biết rằng cái cảnh rất thật của sắc thinh khiến bị xúc mà chúng ta gọi là cảnh chân đế, thì chúng ta tiếp xúc hay là chúng ta trực tiếp nhận biết nó rất là mãi mai, rất là nhỏ. Dạ, rất là nhỏ. Nhưng mà cái sự diễn dịch, cái chi tiết thì nó là nhiều, rất nhiều. Và do vậy cái diễn trình tâm ý môn thông thường này đó, nó xảy ra nhiều nhất ở trong đời sống hàng ngày của chúng ta, và chúng ta nên hiểu. Và khi học về diễn trình tâm này đó, thì chúng ta cũng hiểu được một cái khía cạnh là tại sao ở trong sự tu tập thì chúng ta nên mất chạy theo những cái suy diễn, mà thay vào đó chúng ta nên tập sống chánh niệm. Chánh niệm tức là khả năng ghi nhận một cách khách quan cái gì đang xảy ra, như là hơi thở vô hay hơi thở ra, chân phải bước, chân trái bước, cảm thọ khổ lạc ưu thị xả phát sinh, vân vân. Chúng ta càng tập chú vào những cái cảnh thực thì nó giúp chúng ta chánh niệm, thì nó giúp chúng ta mất đi cái suy diễn. Suy diễn thường có khi nó là một thứ người ta gọi là một thứ bệnh, nhưng mà suy diễn nó là một cái gì thường, rất thường, luôn luôn xảy ra ở những chúng sanh mà chưa có tu tập. Và trong sự suy diễn đó, mà gọi là như ý lý tác ý, mà suy diễn một cái tích cực, suy diễn một cái khôn khéo thì nó, mà suy diễn cái không khôn khéo thì nó nhiều. Dạ, và do vậy ở trong cái sự tu tập mà chúng ta dựa trên cái diễn trình tâm thức, chúng ta hiểu đó là chúng ta thường đi quá xa
nói quá dư, suy nghĩ quá nhiều, phản ứng quá nông nổi trước những cái thực cảnh, trước cái thực tại. Thật ra mình phải biết mình được đó, đôi khi mình nên biết điểm dừng lại và đừng quá tin vào những điểm đó. Ngày trên trang này có cô, một cô nói mình nhớ hoài, thì nói một trong những cái bản lĩnh của người tu tập là không có quá tin, dạ, không có quá tin vào cái vui buồn, vào cái suy diễn của chính mình, dạ. Thì ở đây là điều mà chúng ta rất cần nên lưu ý. Chúng tôi xin kết thúc bài nói chuyện ở đây, và bây giờ thì để thỉnh thượng tọa Từ Siêu bắt đầu cho phần giảng của thượng tọa trong bài học ngày hôm nay. Và chúng tôi xin nhắc tất cả quý Phật tử là trong cái diễn trình ý môn này thì chúng ta cũng rất kỳ vọng xin kính cung thỉnh thượng tọa Từ Siêu. Anh đã buồn thầy nha. Kính bạch trừ tùng đức kính thừa quý Phật tử. Tiếp theo lời của thượng tọa Nhật Đản thì chúng tôi xin trình bày thêm một vài vấn đề trong bài học này. Trước hết thì chúng tôi cũng xin thưa rằng chúng tôi rất đồng ý với thượng tọa Nhật Đản ở chỗ về cái giáo trình truyền thống mà thắng pháp tập yếu lượng ở trong Bát Thất Sang Gá, cái sự bố cục cái đôi khi nó bất cập. Chúng ta lấy thí dụ như khi mà chúng ta học về tâm tâm sở xong rồi cái học đến cái diễn trình tâm hay lộ trình tâm, thì trong cái lộ trình tâm đó là phải biết qua về sáu khía cạnh. Trong sáu khía cạnh này thì có môn liên quan đến sắc, sáu môn liên quan đến sắc, sáu vật liên quan đến sắc, sắc pháp, 21 cảnh trong đó có liên quan đến sắc pháp. Và đó là chúng ta chưa kể khi mà chúng ta học lộ tâm mà học cho nó sâu sắc đó, là chúng ta còn phải nói qua cái vấn đề người cõi nữa. Cái diễn trình tâm này nó xảy ra ở trong những cõi nào và nó sanh khởi đối với hạng người nào và đối với hạng người nào không nên sanh khởi. Nó không có sanh khởi. Thí dụ như khi mà chúng ta nói đến là diễn trình tâm hộ kiếp khách đó, là chúng ta phải nói đến những cái yếu tố như là người ở dục giới tục sinh bằng tâm thọ hỷ, gặp cảnh khó chịu khởi lên tâm sân, vân vân. Thì như vậy trong trường hợp này là chúng ta phải biết qua người khổ đã. Vì thế cho nên ở trong cái giáo trình ví dụ pháp sơ cấp của chúng tôi đó, đang dạy, đang phổ biến để dạy ở các nơi đó, thì chúng tôi lại sắp xếp như vậy. Tức là trong cái giáo trình này của chúng tôi, trước hết nói về tâm, về tâm sở, về sắc pháp, sau đó mới học về tương tập, yếu hiệp, tương tập hợp đồng đó là sau mới chế giá sang hát,
giải tư tập yếu hiệp, chẳng hạn như là thọ nhân sự bôn cảnh vật v.v. Rồi mới học đến cái linh tinh yếu hiệp, tức là bất thiện yếu hiệp, rồi đẳng giác yếu hiệp, rồi hàm tật. Hàm tật yếu hiệp vô vân. Rồi chúng ta mới học đến cái trường hợp ngoại lộ. Hồi nãy Thượng Tọa Giác Đẳng có nhắc đến cái từ mà Ngài Hòa Thượng Định Sự Ngài gọi là ngoại lộ. Nhưng mà Thượng Tọa nhắc cái xài chữ ngoại lộ đây là ám chỉ cho trường hợp những cái lộ tâm mà nó không có diễn trình cái hoạt thức, tức là không diễn trình tâm khách quan, mà nó chỉ là cái tiềm thức thôi, tiềm thức rung động. Thì cái trường hợp này nói theo ý vậy, nhưng mà có cái danh từ để gọi, tức là học về quy thiết quy bút tán, quy thiết quy bút tán tức là ngoại lộ, đó là chỉ cho cái người và cõi 12 hàng người, 31 cõi thì gọi là học cái đó, chúng ta gọi là quy thiết quy bút tán là ngoại lộ. Xong rồi thì chúng ta mới bắt đầu bước qua lộ tâm, diễn trình tâm và diễn trình sắc pháp. Hai cái này nó đi vào kè với nhau. Rồi sau đó chúng ta mới nói đến cái bàn thêm về cái vấn đề mà liên hệ đến sự tương quan giữa danh và sắc, hay giữa tâm, tâm pháp và sắc pháp. Thì như vậy cái này là chúng tôi đã suy nghĩ rồi, đã suy nghĩ trước rồi để chúng tôi đưa ra trong cái giáo trình vi diệu pháp sơ cấp của chúng tôi, giáo trình vi diệu pháp sơ cấp của chúng tôi. Bây giờ chúng tôi đang chuẩn bị để in lại cái bộ này, in lại cái tập này. Thì đó cũng là một điểm mà chúng tôi thấy rất vui, vì cái tư tưởng của chúng tôi và của Thượng Tọa Giác Đẳng thì cũng có cái sự đồng nhất quan điểm đó, tức là làm sao phải cho nó hợp lý, chứ để học rồi cái ở trong cái mà đang học đó nó có những điều mà phải sau này học tới phải móc trở lại thì nó mất thời gian quá thưa quý vị, phải kéo trở lại mất thời gian. Cái gì cũng giống như khi mà chúng ta làm bếp, chúng ta phải chuẩn bị hết tất cả những cái nguyên liệu để nấu cái thành bữa ăn, nấu thành cái món ăn đó rồi chúng ta mới làm. Chứ khi mà chúng ta nấu xong rồi mới chạy đi mua thêm cái nguyên liệu về bỏ chêm vào trong cái món ăn thì như vậy nó không có ngon. Cho nên ở đây chúng ta phải chú ý. Rồi bây giờ chúng ta trở lại với cái vấn đề cái diễn trình tâm ý môn, diễn trình tâm ý môn. Thì ở đây chúng vị ý môn thông thường thì như chúng ta đã được nghe là ý môn thông thường ở đây nó cũng có thể là cái lộ tâm chót nga cảnh, chót động lực. Chót động lực tức là chót tâm xử lý, kết thúc bằng nga cảnh, kết thúc bằng tâm duyên hưởng, rồi kết thúc bằng cái tâm xử lý, tức là chót nga cảnh, chót động lực, rồi chót hậu kiếp khách, rồi chót thay môn, rồi chót và rung động. Thì ở đây đó, khi mà chúng ta nói đến cái diễn trình tâm ý môn, chúng ta chú ý hai điểm. Thứ nhất là diễn trình tâm ý môn
trường hợp nào nó có một kiếp vừa qua và trường hợp nào nó không có một kiếp vừa qua. Cái trường hợp này nó khác với lộ ngũ môn thôi. Cái lộ ngũ môn đó thì y cứ vào cái hộ kiếp vừa qua đó để mà đánh giá được là cái đối tượng đó, cái đối tượng chi phối cái lộ tâm đó là đối tượng rất lớn hay lớn hay nhỏ hay rất nhỏ. Nhưng mà đối với lộ tâm y môn thì không phải là gì. Chúng ta đừng có nghĩ rằng là nếu mà lộ tâm ý vô mà không có một kiếp vừa qua là cảnh quá mơ hồ, không phải vậy. Là bởi vì nếu lộ tâm ý vô mà nó nối góp với lộ ngũ để biết ngoại cảnh sắc thân khí vị xúc, thì lộ ý môn mà nấu rớt được ngủ bao giờ nó cũng phải có một kiếp vừa qua, cũng giống như lộ ngũ môn vậy. Đó là một trường hợp đặc biệt mà chúng ta phải chú ý. Còn bình thường khi mà chúng ta tu tập về thiền định, hay là chúng ta tu đắc thiền, hoặc là chúng ta tu tập về thiền quán và chúng ta đắc đạo quả, vân vân, thì những cái diễn định tâm ý môn đó hoàn toàn không có hộ kiếp vừa qua. Cái này quý vị nhớ dùng cho, quý vị nhớ dùng cho cái chỗ đó, chứ không phải là có khi có khi không, không phải vậy. Lúc nào mà nó lộ ý mà nó làm việc song song với đường ngủ, đi cặp kè với đường ngủ, nó phụ họa môn đó, thì lúc đó, đó cái lộ tâm ý môn này mới có hộ kiếp vừa qua. Từ 1 đến 5 hoặc từ 1 đến 7. Còn nếu như mà nó chỉ bắt cảnh là thuần về danh pháp hay là chế định, như các cái đề mục thiền thì thuộc về chế định. Còn như là những cái mà tu tập về thân quán niệm xứ, thọ quán niệm xứ, tâm quán niệm xứ, pháp quán niệm xứ, vân vân, suy nghĩ như thế đó, hay là đắc được đạo quả niết bàn, lấy niết bàn làm cảnh, vân vân, thì trong trường hợp đó là hoàn toàn không có hộ kiếp vừa qua. Nhưng mà đối tượng cũng phải là quý phù tá, quý phù tá, tức là cảnh rất rõ, cảnh rõ. Trường hợp này nó phải kết thúc bằng động lực, tức là kết thúc bằng cái tâm xử lý, chứ không thể thiếu. Nhưng mà vẫn không có hộ kiếp vừa qua, mặc dù là cảnh rất rõ, cảnh rõ. Đó là trường hợp mà đối tượng của lộ ý này thuần là danh pháp, chứ không có liên hệ đến cảnh ngũ của ngũ sinh thức. Trường hợp thứ hai là trường hợp chúng ta nói về cái diễn trình tâm ý môn mà tận cùng bằng cái tâm dư hưởng hay là ở tâm na cảnh. Thì trường hợp cái tâm dư hưởng, cái tâm na cảnh ở đây chứ, thì chúng ta phải chú ý rằng khi nào mà diễn trình tâm ý môn đó mà nó có bất cảnh liên quan đến sắc pháp rõ, thì như vậy thì mới có cái na cảnh. Vì vậy chúng ta cần phải hiểu rằng lộ trình tâm ý môn chứng đạo quả bất cảnh niết bàn, dầu đó là cảnh rõ quý phù tá rằng nó nát, nhưng mà vẫn không có cái tâm dư hưởng, không có tâm na cảnh. Vì sao? Vì rằng niết bàn vẫn là nam ma rằng nó là cảnh danh pháp. Chúng ta đem so sánh cái này, so sánh đối chiếu, nói là phải có sắc mắt có chứng
Thì như vậy là chúng ta mới tin chắc trong cái việc học của chúng ta được. Chứ còn nếu như mà mạnh này nó nói người này nó có, người kia nó không, rồi cứ đem đơn cử tôi học người này học như vị kia vân vân, nói như vậy là chúng ta còn mơ hồ lắm, còn tự mình chạy theo cũng mệt thôi. Bây giờ chúng tôi chỉ nói một cách đơn thuần, quý vị kiểm tra lại thì biết, hễ mà lộ ý môn và bắt cảnh thuần danh pháp thì không có hộ kiếp vừa qua và không có tâm đa cảnh, tức là không có tâm dư hưởng. Còn nếu mà lộ ý nói góp với lượng hữu để làm việc xử lý sắc thân thiết bị xúc thì luôn luôn phải có hộ kiếp vừa qua. Và nếu là cảnh rất rõ thì trong trường hợp này nó sẽ có cái tâm dư hưởng là cảnh sắc pháp. Đó là trường hợp thứ hai mà chúng tôi xin chia sẻ với quý vị. Cái vấn đề thứ ba mà chúng tôi chia sẻ với quý vị ở đây là đối với cái lỗi ý môn và chót hậu kiếm khách, tức là một cái tâm tiềm thức thọ xả nó sẽ xen vào để nó dung hợp giữa thọ ưu của động lực và thọ hỷ của cái tâm hộ kiếp, tâm hộ kiếp tục sinh. Bởi vậy cho nên tại sao mà Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự Ngài dùng cái tâm hộ kiếp này gọi là chủ quan, là tại vì có một cái tâm hộ kiếp A Gan Đức Cát, sau Hoàng Gá là hộ kiếp khách. Bây giờ ông chủ không có tiện để ra mặt để mà nói chuyện với cái kẻ hung dữ, thì bây giờ phải nhờ đến cái người hàng xóm qua ngồi tiếp chuyện thay mặt để dàn xếp. Thì như vậy đó gọi là hộ kiếp khách, khách về làm chủ tạm vậy thôi, tạm một sát na thôi. Cho nên mới có tâm chủ quan, tâm thức quan. Bởi vì Agantukka này nó cũng gọi là pháp quan gác như thường, Agantukka pháp quan gác. Và cái tâm hộ kiếp bình thường của con người đó thì cũng gọi pháp quan gác. Nhưng mà pháp quan gác đó định nó xuất phát từ cái tâm tái tục. Còn cái hộ kiếp khách quan này, còn cái hộ kiếp khách này thì nó không có phải là cái tâm tục sinh. Bây giờ trở lại vấn đề đó, thì ở trong hộ kiếp khách của lộ ngũ môn, hộ kiếp khách của lộ ngũ môn, trong đó nó có bốn cái điều kiện là người tục sinh hoạt tâm thọ hỷ, người khỏi dục giới. Thứ hai là tục sinh hoạt tâm thọ hỷ. Thứ ba là tâm độc lực sanh. Và thứ tư là cảnh rất lớn, là cảnh rất tốt. Đây là cảnh rất tốt. Bởi vì nó bị vướng ở cái tâm lộ ngũ môn, nó bị vướng ở chỗ cái sát na, tâm quan sát hay là tâm kiểm tra, tâm thẩm tra. Vì luôn luôn lộ ngũ là phải có cái tâm santirana. Mà nếu là cảnh rất tốt thì cái santirana đó nó là santirana họ hỷ. Mà hễ santirana họ hỷ thì nó phải phát sanh tâm dư hưởng hay tâm na cảnh họ hỷ, thì cũng đúng với
cái động lực khổ ưu, do đó cho nên phải bỏ đi, phải bị nhốt đi, phát hiện bị tránh đi, thì phải có cái tâm của cái cách thọ xả. Còn trường hợp này đối với lộ cái môn đó thì từ đầu cho đến cuối không bao giờ có cái tâm thẩm tấn, không bao giờ có tâm sinh tiền nát, nên chỉ cần ba cái yếu tố thôi. Một là người có dục giới, người có dục giới cho nên mới có thể có cái tâm tái tục bằng cái tâm thọ hỷ. Điều kiện thứ hai là tái tục bằng tâm thọ hỷ. Và điều kiện thứ ba là gặp cảnh khó chịu khởi lên tâm sân. Thì cái tâm này, cảnh này, cảnh xấu cũng được, cảnh tốt cũng được. Người tục sinh thọ hỷ, sanh trong cõi dục giới, mà gặp cảnh rõ, cảnh đó là cảnh khó chịu, thí dụ, thì nó khởi lên tâm sân. Mà nếu mà đối tượng là rõ thì có thể là nó xen một cái na cảnh thọ xả cũng được, đâu có cần không chính cách. Nhưng lần này vì rằng nó là chót động lực thọ ưu, do đó nó không thể nào thọ ưu mà nó tiếp nối với cái tâm hồn kiến thọ hỷ được, thì nó phải xen vào cái hồn kiến khách thọ xả. Cái trường hợp này chúng ta gọi là gần trung cách và quần gác. Cho nên chỉ có ba điều kiện thôi. Và trong ba điều kiện đó thì cái điều kiện dễ là cảnh đó là cảnh xấu cảnh tốt gì cũng được. Còn đối với cái điều kiện mà ở hậu kiến khách của đường ngũ môn đó thì đâu phải là cảnh rất tốt, đối với cảnh rất lớn Atima hành tặng. Thì khi mà chúng ta nói thật sự ra vì các trách nhiệm mà chúng ta phải nói thưa quý vị, chứ chúng ta biết là khi mà các Phật tử chúng ta nghe người giáo đảng giảng thì quý vị ok, quý vị dễ hiểu lắm. Nhưng mà đến bây giờ mà chúng tôi giảng thì thưa quý vị nghe nhức đầu, nghe không hiểu gì hết. Thì như vậy trong trường hợp này chúng tôi nói tóm lại đó, ở đây chúng ta chú ý ba cái khía cạnh mà chúng tôi muốn trình bày, đó là trường hợp nào diễn trình tâm ý môn có hộ kiếp vừa qua. Câu hỏi thứ nhất và câu hỏi thứ hai, trường hợp nào diễn trình tâm ý môn lại có na cảnh. Trường hợp nào diễn trình tâm ý môn có hộ kiếp khác, ba cái đó. Còn phụ họa thêm đó thì đời sống mình nhận những trường hợp cảnh rõ, cảnh rất rõ, tức là đối tượng rất rõ đó, thì có trường hợp nào mà không có hộp kiếp vừa qua. Ở đây phụ họa thêm thì chúng ta nói về vấn đề bắt cảnh thuần danh pháp, bắt cảnh thuần danh pháp như cảnh niết bàn chẳng hạn, vân vân, hay là những vị mà họ tu chứng thiền sắc giới, họ lấy
thí dụ như muốn đắc được thiền thức của vị sư thì họ phải lấy cái đề mục là cái tâm thiền không có vị sư đã chứng làm cảnh đề mục, thì trường hợp này nó là thuần danh pháp thì vẫn không có một kết quả như thường. Đó là những vấn đề mà chúng tôi chia sẻ với quý vị. Bây giờ thời gian còn lại 30 phút rồi, xin thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng trở lại để điều họp thảo luận cho bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Sa thú kính trách mời Thượng tọa Thượng sư. Bất Thượng sư, khi mà chúng ta đi vào trong cái diễn trình tâm ý mục thì xin Thượng tọa hoàn nghĩ giảng thêm một chút là về trường hợp có nhiều khi người ta nghĩ rằng đối với lộ những cái tâm ngũ môn là do cảnh hiện ra, và những cảnh hiện qua như là sắc thinh khí vị xúc, nhưng mà khi mà chúng ta nói đến cái những cái tâm ý môn mà thuần ý môn thì một câu hỏi nghe nó hơi kỳ, nhưng mà tại sao cảnh nó lại xuất hiện, và cái cảnh đó nó thuần tâm do lý do nào xuất hiện, thì xin sư đoàn có thể quan nghĩ cho một vài cái giải thích về điểm này, kính thưa chúng con. Anh Nam Mô Bổn Sư Thầy chứ. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Đối với lộ tâm ngũ môn thì đối tượng của nó là hay là cảnh ngoại giới, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Và khi mà cảnh ngoại giới như vậy, cho nên khi mà nó muốn lọt vào đến cái tâm động lực để mà xử lý đó, thì nó phải trải qua nhiều trận. Khai môn thì trường hợp nào cũng có đi, nhưng mà trải qua ngũ xuân thức, trải qua chứng thâu, quan sát, phần đoán, lúc đó mới đến cái giai đoạn động lực là xử lý, việc xử lý cảnh. Còn đối với lộ tâm ý môn đó thì chỉ là cảnh pháp, tức là cảnh hiện khởi ở trong tư tưởng. Chút xíu chúng tôi sẽ nói về cái cảnh pháp này. Và do đó cho nên nó không cần phải trải qua bốn cái giai đoạn: thức tâm, kiến thâu tâm, thẩm tra tâm hay là quan sát tâm và xác định tâm. Nó không cần trải qua bốn cái giai đoạn đó, mà khai ý môn rồi nó chuyển qua cái tâm động lực, tức là xử lý cảnh danh liệt trực tiếp. Bây giờ chúng ta trở lại, chúng ta nói năm cảnh đã đến với lộ ngũ là nó có sẵn. Ví dụ giờ này ở trước mắt chúng ta, khi mà chúng tôi đang ngồi thuyết pháp ở đây, là chúng tôi nhắm mắt lại, chúng ta nói cái chuyện, thì cái ly nước hay là một cái quyển sách ở phía trước mặt, nó vẫn là cảnh sắc nằm ở đó. Cho đến khi nào mà chúng tôi mở mắt ra nhìn, sẽ thấy liền nó có sẵn. Nhưng mà đối với cảnh pháp á, thì thưa quý vị, nó không phải là có sẵn.
cảnh pháp không phải là có sẵn, mà cái cảnh pháp đó là phải do tác ý trước, tức là phải có cái sự tác ý hướng tâm đó, chúng ta gọi là tác ý hướng tâm. Cái vai trò này, nó làm cái công việc này đó, là cái vai trò của Avacchana Chitta, tức là hướng tâm. Và Avacchana ở đây là Mano Dvara Avacchana, là tâm khai ý môn đó. Nó vừa là khai mở cho lỗi ý, nó vừa là khai mở cho cái tâm động lực, cho nên gọi tác ý thành thực, tác ý thành lộ. Nhưng mà nó còn thêm một cái nữa là Aramana Manasikara, là tác ý thành cảnh nữa. Tâm khai ý vô mở trong cái lỗ ý, nó đóng ba vai trò, tức là huy thiết Manasikara là tác ý thành lộ, trong quanh nát Manasikara là tác ý thành động lực, hay hồi xưa ngài hòa thượng dịch tắt là tác ý thành thân thế, và tác ý thành cảnh. Thì cảnh pháp nó hiện ra thì quý vị là ngay chỗ đó xử lý điện. Thí dụ như bây giờ chúng ta thấy một cái trường hợp thế này, cái máy chụp hình của chúng ta đó, khi mà chúng ta muốn chụp một cái cảnh nào, chụp hình người nào, chụp hình một cái ngọn núi nào, cây nào ở trước mặt, thì có cảnh đó thì đưa ống kính lên thì chúng ta bấm nút thì nó sẽ chụp cái ảnh đó, là ảnh có sẵn. Cũng ví dụ giống như là cảnh ngủ của Lộ Tâm Ngũ Môn gì đó. Nhưng mà trường hợp cái điện thoại của chúng ta, cái điện thoại cảm ứng của chúng ta, khi mà chúng ta muốn nhìn cái phim đó, chúng ta muốn nhìn cái người ca sĩ đó hát ở bản nhạc đó, thì lúc đó khi chúng ta mở máy, chúng ta kết nối internet sẵn, thì khi chúng ta mở máy lên, mở YouTube lên, thì nó sẽ, chúng ta sẽ chọn cái bản nhạc, chúng ta bấm nút là nó hiện lên liền. Thì trong khi bấm nút hiện lên thì cái cảnh người đó không có mặt ở xung quanh đó, cái cảnh ca sĩ đó, cả cái bản đó không có mặt ở trong cảnh đó. Tại sao vậy? Bởi vì cái này nó thuộc về cái sóng điện. Và cái sóng điện thì giống như cảnh pháp vậy đó, giống như cảnh pháp vậy. Thì chúng ta tạm thời chúng ta đưa hai cái thí dụ, cái máy chụp ảnh chụp cảnh sắc hiện tại, cái máy ghi âm thì nó tiếp nhận cái cảnh thân ở bên ngoài hiện tại, vâng vâng, giống như là cảnh của lục ngũ. Nhưng mà cái radio hay là một cái truyền hình, một cái tivi, thì cảnh hiện ra đó là do nó bắt sóng, nó bắt cái làn sóng, làn sóng điện. Thì ở đây đó là chúng ta mường tượng đến đó để chúng ta hiểu cái thí dụ này thôi, chứ không phải là hoàn toàn cái thí dụ đó là chính xác. Quý vị nhớ gì thì để tạm cho quý vị hiểu như thế. Thì cũng như giống như là cảnh pháp đến với lỗ y môn vậy đó, nó không phải là có sẵn, cảnh pháp không phải là có sẵn, mà do tác ý thành cảnh mà nó ra. Rồi trực tiếp là cái tâm động lực nó xử lý liền.
Cái trường hợp này đó thưa quý vị, nếu một người nào mà có hành thiền á thuần thục thì người đó sẽ hiểu được cảnh pháp, và do cái sự tác ý thành cảnh như thế nào thì người có hành thiền họ sẽ nhận ra, họ sẽ hiểu ra ý nghĩa này dễ lắm thưa quý vị. Thì chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi người thượng tọa Chánh Đẳng về cái thảo luận câu số 1, cái gì tác động cảnh pháp sanh khởi cho diệu trình tâm ý môn thường tuý. Tôi xin trả lời như thế. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, sa thú kính kính thượng tọa thượng sư. Và thượng tọa thượng sư, khi mà chúng ta nói về phản ứng của tâm đó, là chúng ta nói phản ứng của tâm thì chúng ta thấy rằng ở trong kinh Phật, Đức Phật này là một cái vị thiện xảo mà khéo tu đó, thì phản ứng bằng cái gọi là như lý tác ý hay là chánh tư niệm hay là khéo tác ý. Ở trong lúc mà đa số phàm nhân thì mình phản ứng theo thói quen đời này hay tập ý nhiều đời khác, thì thỉnh thoảng có nghĩ rằng cái như lý tác ý nó có đối lập với thói quen hay không, hay là có trường hợp nào như lý tác ý nó cũng là một thứ thói quen. Và thí dụ như gặp chuyện gì cũng suy nghĩ. Chúng ta nói về một cái phản ứng rất là bản năng, chúng ta gọi là thói quen, và một cái phản ứng mà có biết suy nghĩ và suy nghĩ một cách khôn ngoan, chúng ta gọi là yonisomanasikara. Thì xin tỏ quan nghĩ cho biết một vài cái giải thích về điểm này, tức là cái phản ứng của chúng ta đối với cảnh dù là ngoại cảnh hay là cảnh pháp. Xin kính thưa các bạn. Các bạn trên tầng thứ tư quý vị, cái khéo tác ý đó là cách xử lý hiện tại của trí tuệ, còn mà cái thói quen hay là cái bản năng thì đó là một thường cận. Còn thường cận y, cái sự khác tác ý không phải là đối lập với thói quen, không phải là đối lập với thói quen, mà chỉ nói ở chỗ là nó cụ thể hơn là cái thói quen. Bởi vì tại sao chúng ta nói không phải là trạng thái đối lập? Là bởi vì một người họ khéo tác ý, việc gì cũng khéo tác ý, lâu ngày nó cũng sẽ thành cái thói quen. Chúng ta gọi là cái thói quen khéo tác ý. Cái thói quen khéo tác ý có nghĩa là trong cái trường hợp đó là luôn luôn cái trí tuệ nó khởi lên để mà nó sắp xếp, nó xử lý liền, suy nghĩ liền. Cái đó là thói quen khéo tác ý, cũng là một cái thường cận y duyên tốt, nhưng mà cái thói quen đó nó lại đi với chúng ta có thể nói hai cái trường hợp này phải chăng cái sự khéo tác
bây giờ chúng ta đừng có dùng cái chữ Yoniso nữa, bởi cái đó nó thuộc lĩnh vực cái trí tuệ rồi. Bây giờ chúng ta chỉ nói là Manasikara thôi. Bây giờ nói đến cái tác ý cảnh và cái bản năng xử lý cảnh. Xử lý cảnh bằng cái sự tác ý hay là xử lý cảnh bằng cái bản năng, thì hai cái này nó nghịch với nhau. Một cái là nó xử lý cảnh và cách nó suy tư trực tiếp, còn một cái thì nó không phải là nó không có suy tư mà nó phản xạ gì thôi. Một người mà bị người ta mắng chửi sau khi nghe hiểu được cái ý nghĩa mỉa mai sỉ nhục, họ mới khởi lên cái tâm sân, thì cái trường hợp đó là khác, trường hợp đó là họ tác ý cảnh. Còn một người mà khi mà nghe người ta hơi lớn tiếng chút xíu là khởi tâm sân liền, cái đó là bản năng, cái bản năng tức giận sinh quen thành đất, cho nên cái bản năng tức giận. Thì ở trong hai trường hợp chúng ta phải phân biệt gì? Còn cái trường hợp đặt vấn đề này là khá tắc ý á, thì ở đây thưa quý vị, cái tác ý lâu dài nó cũng thành cái thường tận y, là một người có cái thói quen là khá tác ý, còn người có thói quen là không khá tác ý. Một người có cái thói quen là khéo tác ý rồi mới xử lý cảnh, còn một người không có thói quen, người có thói quen là không tác ý rồi xử lý cảnh liền, thì cái người thứ hai, cái người dễ phạm cái lỗi lầm, còn người kia họ khéo tác ý. Thí dụ như bị người ta mắng chửi liền ngay khi đó họ khởi được cái tư tưởng, cái này là do cái nghiệp và đời quá khứ mình mắng chửi người ta, bây giờ bị người ta mắng chửi lại, cho nên khi tác ý như vậy, khác tác ý vậy, cái mình mới là xử sự cảnh một cách là mình không có sân, nhẫn nại chịu, hay là suy nghĩ cái âm thanh này nó cũng là vô thường thôi, nó cũng nằm ở trong cái tâm trước là vô thường khổ đau vô ngã, nó có sanh rồi nó diệt, nó là cái nguồn cội của cái sự bức bách, cái đau khổ, và cái âm thanh đó nó tự sanh rồi nó tự diệt, không có chủ nghĩa là vô ngã. Sau khi mà phân tích ra như vậy rồi thì tâm sân không có sanh nữa, mà lúc đó là mình có tâm thanh nhẫn được. Ngày sau là Phật là dạy các vị tỳ kheo vậy, là luôn luôn phải tác ý, theo tác ý suy nghĩ, phân tích cảnh nó ra, thì lúc bây giờ cái sự tu tập của mình là nó sẽ có sự tiến bộ. Nhưng mà cái này khó chứ không phải dễ nghe thưa quý vị, là mình không có quen đó. Dù cố gắng suy nghĩ mà suy nghĩ theo bài, suy nghĩ theo bài, theo lời kinh văn mà mình đã học thuộc lòng, thì tâm sân nó cũng lẹt lỡ, nó khởi lên như thường. Cho nên chúng ta phải thật sự bằng cái trí tuệ của mình mà chúng ta quán triệt về đặc tính vô thường, khổ đau vô ngã, thì lúc đó
là chúng ta xử lý cảnh mới là không bằng cái tâm sân. Thì chúng tôi nói thêm với quý vị một chút như vậy. Xin kính thỉnh thượng tọa Niết Bàn trở lại. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú kính thỉnh thượng tọa cư sư. Thượng tọa Pháp Đăng thì Pháp Đăng có còn ở trước máy không? Nếu thượng tọa Pháp Đăng nghe xin thượng tọa khoan hỷ. Giờ thỉnh sư huynh đi nghỉ. Thượng tọa Pháp Đăng còn ở trước máy nghe. Giờ thỉnh sư huynh đi nghỉ. Thượng tọa Pháp Đăng có ở trước máy không thượng tọa? Thượng tọa Pháp Tân ơi, thượng tọa có nghe được không? Và nếu thượng tọa Pháp Tân nghe được, xin thỉnh thượng tọa hoan hỷ trả lời cho cùng theo luật tiếp theo. Dạ, thượng tọa Thế Quyền ấy, thượng tọa Thế Quyền nghe được không? Ô, dạ thấy rõ ràng, dạ xin lỗi với thượng tọa, dạ, dạ thấy thấy tọa, bây giờ thấy tọa đang tọa Thế Quyền. Giờ tính thượng tọa đang xin thượng tọa đang quan hệ cầm biết chưa? Tại vì bây giờ đó mình có thể cầm một lúc ba biết hết, nên chi thượng tọa cứ cầm biết tự nhiên và nói nhất thượng tọa có thể bắt nói liền. Dạ không sao, thượng tọa thượng tọa biết một bữa. Dạ thượng tọa Pháp Đăng cầm biết thử cái được không? Hello. Dạ dạ tốt quá. Dạ rồi. Hello. Dạ dạ được thượng tọa nghe thượng tọa nói rồi, thượng tọa cho cái đặt câu hỏi chút xíu, thượng tọa cái gì biết hết. Mình sẽ không đăng là khi mà chúng ta nói về cái phản xạ tự nhiên, và phản xạ tự nhiên tức là cái cảnh nó hiện ra và chúng ta phản xạ, chúng ta phản ứng, thì chúng tôi có nghĩ rằng trong cái phản xạ tự nhiên á, thường là chúng ta phản xạ một cách không khôn khéo hơn là chúng ta phản xạ một khéo léo, phải không? Có phải như vậy không? Và nếu thường là chúng ta phản xạ không khôn khéo á, thì lý do tại sao? Lý do tại sao chúng ta thường phản xạ không khôn khéo? Thì xin kính thỉnh thưa tôi. Yeah. Thì ở trong cái câu hỏi của thượng tọa đó thì tôi xin chia sẻ như thế này. Bởi vậy mình nói là không khôn khéo đó thì mình rõ ràng đã bất thiện khởi lên. Còn khi mình tác ý mà khôn khéo đó thì lúc bây giờ cái sự mà thiện pháp nó sanh khởi. Tại vì mình nói rằng phản ứng tự nhiên cho thật sự ra thì do một cái người có quen hay là có phòng hộ thì mình ví dụ như bây giờ mình nói là một cái người đang tu thiền đi, đang tu thiền như vậy đó, thì có một cái tiếng ồn thì mình đang tu tập như vậy đó thì mình dễ để né tránh hơn là mình không có tu tập mà mình đang ngồi mà bị một cái tiếng ồn mà làm cho mình giật mình đó. Thì cái đó nó có cái sự khác biệt với nhau, thì mình gọi là cái lúc đó mình có thể gọi là không khôn khéo, nó cũng phản ứng. Nhưng mà thật sự ra đó thì nếu rằng cái tâm mình mà có tu tập đó, có tu tập đó thì cái nghịch cảnh nó tới đó thì mình cũng vẫn tiếp nhận được cái nghịch cảnh đó mà không có bất thiện, tại vì mình có cái đang tu tập như vậy. Và mình nói rằng không phản ứng mà tự nhiên nhưng mà gọi là không khôn khéo đó thì thật sự là lúc bây giờ nó có thể là do mình bị một cái mình đang bị một cái bất thiện nào đó, và bây giờ gặp cái chuyện đó thì mình bực bội luôn, bực bội luôn thì nó cũng rất là dễ sanh như vậy. Thì chúng ta dù nói rằng cái khôn khéo hay không khôn khéo thì Đức Phật vẫn giảng dạy là nếu mà nói rằng cái sự tu tập đó, cái nhiều khi á chúng ta thấy như là những câu chuyện của những vị tỳ khưu đó, ví dụ như Đức Phật giáo giới thì vị tỳ khưu đã thấy sao mà Đức Phật ngày tăng măng tỉ mỉ như vậy, thì chỉ khởi trong tâm thôi. Nhưng mà khi Đức Phật đi rồi đó thì vị này thấy là mình có lỗi, mình cần phải đi sám hối, cần nói lên những cái điều mà Đức Phật ban giới vì cái lợi ích mà mình lại nghĩ như vậy. Thì cái đó là cũng là một cái ở trong tâm thôi, ở trong tâm thôi. Thật sự ra thì khi nói như vậy đó thì mình chỉ biết rằng mình nói là cái phản ứng tự nhiên, nhưng mà đó mình có phòng hộ. Ví dụ một vị tỳ khưu mà tôn quý cái lời dạy Đức Phật đó, thì Đức Phật ngày dạy như vậy là thì chưa bị tỳ khưu điều qua thị hết. Nhưng mà nếu một cái vị tỳ khưu nào đó
mà mình suy nghĩ có thể nói đông giống như bây giờ mình cái sự mình yếu đuối đó, thì tự nhiên mình nghe những lời đó thì tự nhiên cái tâm mình có phản ứng như vậy, mình gọi là phản ứng tự nhiên tự ra, nó còn do cái phiền não của mình, mình chưa có chặn đứng được hết, thì nó vẫn có những cái tư tưởng mình gọi là tự nhiên. Nhưng thật sự ra những cái gì đó thì Đức Phật nghe nói là không có gì tự nhiên hết á, không có thể nào tự nhiên hết, nhưng mà mình nói theo cái đời thường đó, thì mình có thể nói ở đó là tự nhiên, nhưng thật sự ra cái phản ứng tự nhiên đó thì nó đều là tâm mình tiếp nhận cái cảnh đó. Ví dụ mình nói tâm bộ kiếp chuyển qua, kiếp đúng đạo, kiếp trước dòng, rồi tai môn, bộ sông tức, kiếp thâu, thẩm tấn, bấm định, động lực. Nói như vậy thì chúng ta thấy rằng cái tâm nó phải diễn tiến theo lộ trình, nên mình không có thể nào nói tự nhiên được. Nhưng mà mình nói cái tự nhiên đó thì mình có thể nói mình để mình hiểu rằng cái người gì, không có người nào tự nhiên đó, nhưng mà chỉ một cái là có phòng hộ, có phòng hộ nhưng không phòng hộ, chứ vẫn là những cái tâm nó vẫn sanh lên như vậy, chứ không thể nào mà không sanh. Mình không sanh thì nó không lộ, nhưng mà nó có sanh theo lộ thì phải nói là lộ ngũ hay lộ ý. Thì theo con nghĩ rằng như vậy thì mình nói về phản ứng tự nhiên theo cái thói quen thì nó bất thiện nhiều hơn. Cái thói quen của người có tu tập đó thì nó tự nhiên, nhưng có cái sự tu tập đó thì nó gần như là nó thấy ít có lỗi lầm hay là không có lỗi lầm, mình gọi là khôn khéo như vậy. Thì theo con nghĩ rằng mình vẫn biết rằng cái tâm của mình đó, nhiều khi đó, nó sanh khởi mau lẹ, nhưng mà cái sự sanh khởi mau lẹ cách mấy đó nó cũng là sinh khởi, chứ không có gọi là tự nhiên được. Không phải là nó muốn sanh cái gì nó sanh, mà nó sanh có thứ tự như vậy. Và cái thứ tự đó, mình có tu tập thường đó, thì cái sự tu tập nó giống như mình có tu tập thường. Đức Phật ngày hay ví dụ đó, giống như một cái chảo mà nung nóng đó, thì thỉnh thoảng nó một vài cái giọt nước rớt xuống nó tan biến rất là mau. Nhưng mà nếu mà cái chảo đó, mà không có nung nóng đó, không có nung lửa đó, thì cái giọt nước nó rớt vô và nó rất là lâu tan biến. Thì để nói đến cái sự có tu tập của tâm, có cái sự tu tập của tâm và không có sự tu tập của tâm, thì theo con thì con thấy rằng như vậy, nên con xin trả lời như vậy. Bây giờ thì con kính thượng tọa trở lại, nếu có gì cần nói thêm thì thượng tọa nói thêm. Sa thú kính thượng tọa pháp năng. Thưa chị, chỉ còn có vài phút ngắn buổi đó, chúng tôi xin nhắc lại một điều là trong cái cách chúng ta học thắng pháp đó, là không bao giờ trong một lớp học, một buổi học mà chúng ta học hết một vấn đề gì hết, một đề tài nào hết. Ví dụ chúng ta học về tâm, thì chúng ta chỉ đến lúc mà chúng ta học cái loại tâm đó thì chúng ta chỉ học một phần. Khi mà chúng ta học về thủ tánh đó, thì chúng ta sẽ hiểu thêm về tâm qua những cái sự tương hợp giữa tâm và thủ tánh. Khi chúng ta học về diễn trình tâm thì chúng ta hiểu thêm một chút. Khi chúng ta học về sắc pháp chúng ta hiểu thêm một chút. Và khi chúng ta học về duyên chúng ta cũng hiểu nhiều thêm. Thật ra cái đặc biệt của thắng pháp chứ gì đó là sự kết cấu rất là chặt chẽ. Sự kết cấu rất là chặt chẽ. Có đôi khi trong lúc đó chúng ta không có hiểu rõ là tại sao phải nói như vậy, và tại sao nói như nói thừa. Thí dụ như chúng tôi nói rằng có nhiều người nói là cuộc sống nó cũng cần phải đi vào những sát na rất là nhỏ, một sát na mà nó một hãy móng tay tâm sinh diệt triệu cái, nó nhỏ quá mà mình để ý lên làm gì. Nhưng mà chúng ta đừng quên rằng có nhiều khi một sát na thôi nó tuy là nhỏ nhưng mà nó lại có một cái vai trò rất là lớn. Thí dụ như sát na tâm tục sinh, tức là kiết sanh thức, hay là sát na tâm tử, hay là sát na đắc đạo chẳng hạn, nó chỉ một sát na thôi, một sát na mà ảnh hưởng không nhỏ. Vì vậy chúng ta học thắng pháp có một trong chúng những cái thái độ học là mình khoan cái ý kiến, khoan có nhận định, và từ từ thì chúng ta thấy rằng tại sao lúc đó người ta nhắc mình phải làm như vậy, phải nhớ như vậy, bởi vì về lâu về dài nó có ảnh hưởng, và về lâu về dài nó có cái ảnh hưởng. Ảnh hưởng lớn chứ không nhỏ trong bài học của mình. Và nếu mà mình không có khẽ vào những điểm đó đó, thì
Thì thí dụ như là khi mà quý Phật tử mà học qua phần duyên hệ đó, thì chúng ta sẽ thấy ra là có những cái mà rất là ly chi hôm nay mà mình không bao giờ để ý đấy. Tại sao từ cái công đoạn này chuyển qua công đoạn kia, tại sao có và không có chẳng hạn. Nhưng mà khi mà học về duyên hệ chúng ta thấy ồ, bây giờ mới thấy là học cái đó có lợi. Nên chi chúng ta học bằng tâm cởi mở, bằng tâm vui vẻ và ít có phán đoán. Bởi vì sao vậy? Bởi vì câu chuyện còn dài và còn có nhiều cái chi tiết, những chi tiết rất là quan trọng. Chúng tôi xin kết thúc chương trình hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma. Ngày mai này quý vị thứ hai chúng ta sẽ có giáo trình phản ứng Pali và vị giảng sư sẽ là thượng sư. Xin đảnh lễ chư tôn trân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Tha Nhã. Thay mặt lại chúng trung trung chúc mừng kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng vì bận những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ không làm các ác nghiệp, quân tu các hạnh lành, thanh tịnh quá tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính chúc mừng quý ông niệm trợ cho các phần hành trong lớp học được quan tết vị mạng. Chúng con kính chúc chư Phật vị đạo luôn là các tượng và chính pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát.